Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp lại trong một cái bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần rất là quen thuộc trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và một cái bản tin mà có lẽ là rất nhiều những anh chị em cộng đồng nhà đầu tư đã đồng hành cùng với Hùng Lê thì sẽ rất là mong chờ trong một cái buổi tối ngày thứ sáu, và có hai ngày nghỉ cuối tuần thì chúng ta vừa nghỉ ngơi và chúng ta vừa xem lại các cái phân tích dự báo của Hùng Lê. Thì Hùng Lê cũng đã có chia sẻ rồi, tất cả những cái phân tích đó là mang cái quan điểm của cá nhân Hùng Lê. Các anh chị có thể tham khảo thêm, các anh chị thấy những cái chỗ nào hay, những cái nào hợp lý thì chúng ta mang về nhà để chúng ta dùng, cái gì chưa hợp lý, chưa ổn với cái phương pháp đầu tư của mình thì chúng ta có thể sẽ đi tìm thêm các cái tài liệu khác để chúng ta tham khảo. Thì đấy là những cái ý mà Hùng Lê xuyên suốt tất cả những anh chị em đã đồng hành cùng Hùng Lê thì đều hiểu cái câu chuyện nó là như vậy. Để chúng ta hiểu về mặt quan điểm thì như vậy thì chúng ta làm việc nó sẽ dễ dàng hơn. Thì bản tin tuần video số 138 phân tích định lượng thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 11 đến ngày ngày 15. Cái đó là viết bị sai. À đúng rồi, ngày 11 đến ngày 15 tháng 1 thì trong đó thì Hùng Lê có đề cập đến mốc M9 của thị trường và các cái vùng hỗ trợ quan trọng của VN Index ở vùng 1.150 điểm, VN30 ở vùng 1.120 điểm và phái sinh ở vùng 1.145 điểm. Đây là các cái cơ sở định lượng cơ bản nhất để thị trường của chúng ta có thể đánh về mốc 1.200 điểm. Thì chúng ta có thể xem lại ở trong toàn bộ các cái diễn biến về tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Cái điểm xanh này là cái điểm Hồng Lê bắt đầu ra cái bản tin phân tích số video số 138. Thì cái vùng hỗ trợ của VN Index anh chị có thể thấy đây, đó là vùng chính là vùng 1.150 điểm đến vùng 1.160 điểm. Ở cái vùng này không gãy thì chúng ta đưa đi phân tích cái xu hướng của thị trường có thể đánh về vùng 1.200 điểm. Và trong tuần thì chính xác là phiên ngày thứ 5. Xin lỗi cả nhà, phiên ngày thứ tư là VN Index của chúng ta cán mốc 1.200 điểm và sau đó thì bị rơi lại. Rồi, chỉ số VN30 thì chúng ta cũng đã đưa ra một cái mốc hỗ trợ rất là quan trọng để thị trường có thể tiệm cận về cái mốc M19, đó là khoảng vùng 1.116 điểm. Cùng với đó là chỉ số phái sinh ở khoảng vùng mốc M9 là vùng 1.180 điểm. Và trong tuần vừa qua thì một cái mấu chốt vấn đề nó rất là quan trọng, đó là khi mà VN Index của chúng ta đã lên được mốc M9 vào phiên ngày thứ năm, phiên ngày thứ hai đầu tuần, thì sau đó Hùng Lê tiếp tục quan sát những cái sự vận động của chỉ số VN Index ở biên 1.180 điểm đến biên 1.120 điểm, biên 1.120 điểm. Và một cái phân tích rất là quan trọng và có thể nói là bước ngoặt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như tất cả anh chị em trong team của Hùng Lê. Và Hùng Lê có chia sẻ những cái phân tích đó lên Room cộng đồng. Thì ở cái câu chuyện là chúng ta dự báo cái xu hướng dòng tiền sẽ đi về đâu thì kết thúc cái phiên giao dịch ngày thứ ba. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ ba. Thì khi đó là vào ngày 12 tháng 1 thì cũng bắt đầu có những cái đánh giá cơ bản về thị trường. Thì cái câu chuyện ấy là rất nhiều những anh chị em có hỏi Hùng Lê là thị trường đã sập chưa. Thì cái câu chuyện là sập hay không thì chúng ta sẽ đi phân tích cái xu hướng của thị trường. Chúng ta đừng có dự đoán rằng đây là đỉnh của thị trường rồi hoặc đây là đáy của thị trường rồi, nó không ai dự báo được cái câu chuyện đó cả. Mà chúng ta sẽ chủ yếu là chúng ta sẽ đi phân tích, đánh giá, dự báo xu hướng của thị trường trên cơ sở chúng ta có những cái dữ liệu trong quá khứ, dữ liệu hiện tại đó. Và kết thúc hai phiên giao dịch đầu tuần thì Hùng tiếp tục đánh giá là cái bộ ba của chỉ số chung của toàn thị trường vẫn là trend long, và bản thân thì trong cái bản tin tuần thì Hùng cũng có đánh giá rồi. Tức là kết thúc phiên giao dịch thứ 6 tuần giao dịch trước thì cái trend chủ đạo thị trường vẫn là trend long, chưa sập được đó. Và chính vì là trend long chủ đạo nên là chúng ta vẫn có thể tiếp tục cày cuốc, tiếp tục cầm nắm cổ phiếu, tiếp tục mua thêm nếu như cổ phiếu vẫn còn cái dư địa tăng.
Và một cái câu chuyện nữa đó là VN Index đã test cung rất là nhẹ nhàng ở mốc M9, cùng với đó là VN 30 ở mốc 1.155 điểm đến 1.160 điểm và phái sinh ở 1.180 điểm. Thì đây là các cái cột mốc rất là quan trọng để giúp cho chúng ta, thị trường của chúng ta sẽ cán cái cột mốc lịch sử 1.200 điểm. Và cái câu chuyện là chúng ta sẽ không thể so sánh 1.200 điểm của năm 2018 và 1.200 điểm của năm 2020 nữa. Bởi vì cái quy mô vốn hóa của thị trường bây giờ nó đã khác xa rất là nhiều rồi. Thì cái câu chuyện 1.200 điểm trong năm 2020-2021 thì khả năng nó sẽ có những câu chuyện nó lớn hơn. Và một điều rất là quan trọng đó là có đánh giá nhóm banh và chứng khoán thì đã có 3 phiên test cung kể từ phiên ngày thứ 6. Và theo dự báo của Hùng Lê thì bắt đầu từ phiên ngày mai, tức là phiên ngày thứ 4, thì dòng banh và chứng khoán sẽ bắt đầu vào trở lại. Và cái nhóm này cần phải kéo để lấy tiếp, để nâng tiếp cái điểm số của thị trường lên. Và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật cái xu hướng của thị trường. Đồng thời cùng với đó thì phiên giao dịch của ngày thứ 3 thì Hùng Lê tiếp tục khuyến nghị tất cả anh em trên team là tiếp tục nâng cái tỷ trọng của nhóm P. Bởi vì là trong cái thời điểm hiện tại thì Hùng dự báo là dòng tiền sẽ đổ vào Blue vừa, sẽ đổ vào nhóm banh, chứng khoán và nhóm P. Thì đấy là những cái phân tích rất là quan trọng trong cái tuần vừa qua. Và các anh chị cũng thấy rằng là trong hai phiên kết tuần thì nhóm banh và nhóm chứng khoán đã có một cái tuần tăng rất là tuyệt vời, và rất nhiều những anh chị em trong team của Hùng Lê đã tiếp tục cầm nắm banh, tiếp tục gia tăng tỷ trọng banh P và một số các cái mã cổ phiếu blue vừa. Thì đấy là toàn bộ cái kịch bản mà chúng ta đã phân tích dự báo về mặt xu hướng, định lượng về dòng tiền trong cái tuần giao dịch vừa qua, tuần giao dịch từ ngày 11 đến ngày 15. Ok. Bây giờ thì Hùng Lê cùng với các anh chị chúng ta sẽ đi điểm qua lại một số các cái danh mục cơ bản của toàn bộ thị trường. Thì đối với tạo lập của VIX ở giai đoạn hiện tại, sau những cái phiên mà VIX tăng mạnh thì VIX lại rơi về cái vùng hỗ trợ, và các anh chị quan sát cái vùng 110 đến vùng 111.5. Ở đây là vùng mà dự báo là VIX sẽ có những cái tín hiệu tích lũy tạo nền. Và về ý đồ tạo lập chung của toàn thị trường thì tạo lập sẽ sử dụng những cái bộ chỉ số này để kéo điểm số. Ở Vinhome cũng hoàn toàn tương tự như vậy, sau một cái phiên mở gap, tức là trong cái bản tin phân tích tuần thì chúng ta dự báo cái target của Vinhome ở trong nhịp này sẽ đạt về khoảng vùng 100. Ở phiên ngày thứ 2 mở gap lên và nó lại lấp gap lại, thì đây đang là những phiên test trả cung của Vinhome theo ông Lê đánh giá là tích cực. Và từ vùng này thì khả năng cái xu hướng của Vinhome sẽ lấp lại cái gap ở đây, tức là lấp lại gap vùng 105 ở trong tuần giao dịch mới, trước khi mà tiệm cận về những cái vùng giao dịch cao hơn. Tuy nhiên đối với Vinhome thì cũng không có khuyến nghị đầu tư. VRE là một mã cổ phiếu khuyến nghị đầu tư trong nhịp vừa qua, thì bản thân đối với VRE ở thời điểm hiện tại là cái target mà chúng ta xây 36/36 hoàn thành, và chúng ta đang hướng về cột mốc ở vùng 4x 39 đến vùng 40. Thế thì để về được vùng này thì các anh chị quan sát cái vùng hỗ trợ 35, và chúng ta thấy rằng trong một tuần vừa qua thì cái vùng 35 được giữ tương đối ổn định. Ở đây là những cái tiền đề rất là quan trọng để chúng ta hướng cái cột mốc của VRE về vùng giá 40. Sabico SAB ở thời điểm hiện tại thì Sabico đó, trong bản tin phân tích tuần thì chúng ta có dự báo về việc Sabico có thể cán về cái vùng giá 211, và trong tuần thì cũng đã có 3 cây nến đánh xanh, và đến cái vùng này thì Sapeco lại đổ lại. Đó, thì cái câu chuyện là cái vùng hỗ trợ và cái vùng kháng cự của cổ phiếu và thị trường nó rất là quan trọng để giúp cho anh chị em của chúng ta nhận diện là vùng nào thì chúng ta nên mua và vùng nào thì chúng ta nên bán. Với xu hướng hiện tại, Sapeco khả năng sẽ có xu hướng test cung về vùng 195 điểm. Vinamilk cũng là một cái trụ kéo trong một cái bài toán tạo lập tổng thể của thị trường. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta đang xây dựng Vinamilk ở cái target ở khoảng vùng 120 trên cơ sở định lượng vùng hỗ trợ của Vinamilk ở đây, những vùng trả cung ở khoảng vùng 111 đến vùng 112.5 không gãy, thì đây sẽ là những cái vùng mà Vinamilk sẽ tích lũy trở lại. Vùng có dự báo về cái xu hướng là khi trụ sẽ nghỉ ngơi tích lũy lại, thì banh và chứng khoán hai dòng đó sẽ thế chân vào về dòng tiền, và chúng ta tí nữa thì chúng ta phân tích dòng banh và
dòng chứng khoán thì chúng ta sẽ nói thêm. VLC. VLC là một cái mã cũng tương đối là hay, và cái câu chuyện ở VLC đang có những câu chuyện riêng và nó đã thuộc về cái hệ sinh thái của Vinamilk. Thì trong một cái nhịp mà VLC tạo được cái target mắc ở vùng 45 thì chỉnh về đây, thì cũng đã có phân tích cái điểm hỗ trợ ở đây cho tất cả những anh chị em ở khoảng vùng 36. Và dự báo thì từ vùng 36 này thì cổ phiếu VLC sẽ hồi phục lại và sẽ đánh lấp lại về khoảng vùng 44 đến vùng 45 lần thứ hai. Cổ phiếu GTN cũng trong cái hệ sinh thái của em này, và chúng ta đi đưa target của em này ở vùng 3x. Đến thời điểm hiện tại thì trong tuần cái target gần như đã hoàn thành 29.95/30, như vậy là gần như là tuyệt đối. Thì sau khi mà đạt cái target đó thì GTN sẽ có những cái điểm test lại cung, và nếu mà đẹp nhất thì em mới chỉnh lại về đâu đó khoảng vùng 28.5 ở đây. Không gãy tích lũy ổn định thì lực cầu vào thì xu hướng sẽ tiếp tục kéo. Chúng ta đi phân tích hệ sinh thái hàng không gồm có VTC. Đối với VTC thì Hùng cũng đã có nói với các anh chị rồi, đó là tạo lập sẽ sử dụng cái con này để nó kéo điểm số của thị trường. Và đúng như dự báo thì ông đang phân tích một cái sóng lên của VTC bắt đầu từ cái điểm mở gap này các anh chị. Đó, bắt đầu từ cái điểm mở gap này là chúng ta đã bắt đầu đi xây dựng một cái sóng lên ở đây, và cũng có một cái điểm test cung rất đẹp ở đây. Đó, cho phép test cung sâu nhất ở vùng 110, và từ vùng 110 này thì đang đi xây lên. Và chúng ta đang xây lên đến vùng 140. Trong tuần thì VTC đã có một điểm đánh break lên, đạt cái target mà chúng ta xây ở đây là vùng 130/130. Có 4 phiên test cung ở vùng 130 không gãy như thế này nó là cực kỳ là ok rồi. Và với xu hướng hiện tại thì VTC sang tuần tới sẽ tiếp tục kéo. Cổ phiếu HVN. HVN ở vùng 27, xin lỗi cả nhà, ở vùng 27.5 đến vùng 28 có khuyến nghị anh em bắt, bởi vì ở cái thời điểm hiện tại thì đã nhìn thấy những cái điểm mà HVN có thể có xu hướng đánh ở đây, xong đó thì thoát nền 29, chúng ta đưa lên target của HVN ở vùng 32, đó anh chị có thể nhìn thấy đây. Thì khi chạm về 32 thì nó chỉnh thôi, cái đấy là một cái câu chuyện rất là bình thường. Và nó chỉnh về đâu thì dự kiến ở vùng 30.5 sẽ là cái vùng chốt chặn của HVN trong cái nhịp này, và HVN cần phải lấp lại gap này. Các ông đi thế này các ông đi làm sao được ạ? Các ông cứ phải bình tĩnh đi. Quan điểm cũng như vậy. Đó, chúng ta không phải vội vàng, chúng ta sẽ tìm những cái vùng hỗ trợ. Và đây bản thân những cái điểm hỗ trợ này đã chọn ra cho các anh chị. Các anh chị chỉ cần cố gắng lắng nghe một tí đó là ok thôi. Rồi ACV cũng là chúng ta sẽ đang xây cái con này ở khoảng vùng 85, trên thực tế thì đạt khoảng vùng 83.4 gì đấy, thì cổ phiếu này đang chỉnh trở lại. Thì nhìn trên góc độ kỹ thuật là dòng tiền đang cắm đầu đi xuống này, thì cổ phiếu nó sẽ không tăng được nữa, và cái xu hướng chủ đạo nó sẽ tích lũy đi ngang. Vậy thì câu chuyện tích lũy đi ngang thì cái vùng 80 trở thành cái vùng hỗ trợ, tức là biên cộng trừ 1 ở đây, tức là có thể test về khoảng vùng 79 đến vùng 80 ở đây. Thì các anh chị quan sát thêm. Đó, còn nếu mà gãy 80, nói chung là gãy 79 thì nó cũng hơi xấu, thì chúng ta có thể bán bớt ra để chúng ta mua lại ở những cái vùng hỗ trợ thấp hơn. Cổ phiếu AST khuyến nghị cầm dài, và tuần vừa qua thì target mà chúng ta xây cho AST là 60/60. Và nếu nói về AST thì chúng ta cũng bắt đầu đi xây từ những cái vùng ở khoảng vùng 46 đến khoảng vùng 47 của AST, và chúng ta đã xây lên đến vùng 60. Ở góc độ kỹ thuật thì đây Hùng đang kỳ vọng cổ phiếu này cần phải đánh về vùng giá 80. Tuy nhiên trên cái con đường đi đó thì chúng ta sẽ cần phải có những cái điểm đánh lên rồi trả cung. Thì sang tuần thì kỳ vọng đẹp nhất là AST sẽ trả đâu đó khoảng vùng 58.5. Đó, khoảng vùng 58.5. Ở khoảng cái vùng đó, khoảng vùng 58.5 mà không gãy, lực cầu tiếp tục duy trì ổn định và kỳ vọng một cái cây nến đánh break nền 60, thì đó là một cái tín hiệu mà giúp cho chúng ta xác nhận là cái trạm thái là cổ phiếu này sẽ đi về vùng 8x. Ok. BVH và Mansan. BVH hoàn thành vùng giá mục tiêu 70/70, và xu hướng sau khi mà kéo xong rồi thì nó phải nghỉ, đúng không các anh chị?
thì các anh chị quan sát vùng vùng 67, 67 không gãy cổ phiếu BVH cần tích lũy nền ở đây thêm một thời gian trước khi có những cái động lực đánh tiếp. Và BVH đã hết chưa? Chưa hết các anh chị, BVH vẫn đang kỳ vọng có khi nhịp này đánh lên khoảng vùng 100, 120. Đấy là những cái câu chuyện rất bình thường của thị trường, nhưng Hùng và nó nhưng cứ bình tĩnh từ từ. Ok. Mansan sau khi mà hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 95/95 rồi thì Mansan đang có những phiên tích lũy lại nền. Thì dòng tiền đó, các anh chị nhìn thấy dòng tiền nó đang cắm đầu xuống thì cổ phiếu nó chỉ tích lũy đi ngang thôi. Ít khi mà dòng tiền cắm đầu đi xuống mà cổ phiếu bật được lắm. Ít. Đó, thì xu hướng hiện tại chúng ta sẽ quan sát vùng 92 đến khoảng vùng giá 95. Hai cái biên này trước khi mà Mansan có một lực cầu đánh trở lại khoảng trên 4 triệu cổ phiếu và thoát vùng 95 thì chúng ta sẽ nâng cái target lên. Hệ sinh thái của Mansan có MCH, chúng ta xem nào, MCH đến thời điểm hiện tại là đang đưa cái target này ở khoảng vùng 102.5. MCH thì cổ phiếu này đánh chậm thôi. Đánh chậm nhưng mà khi mà nó đánh thì nó cũng khá là kinh khủng. MML là một mã cổ phiếu khuyến nghị đầu tư, khuyến nghị anh em chiến đấu, và các anh chị có thể thấy rằng những cái điểm vùng phân tích MML cho các anh chị ở vùng 43 đến vùng 44. Đến thời điểm hiện tại là target 55/55 đã hoàn thành vùng giá mục tiêu. Rồi sau khi hoàn thành rồi thì em này em mới sẽ có những cái điểm tích lũy trả cung lại vùng 53. Ok, 53 không gãy sẽ tiếp tục nâng cái target của em này lên ở khoảng vùng giá 59 đến vùng giá 60. Thì cái câu chuyện là gì? Cái câu chuyện là chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những cái điểm hỗ trợ của em này ở phiên thứ 2 và phiên thứ 3 tuần tới. Với cái cách đánh của MML sẽ tiếp tục đánh. Nó chưa hết xong đâu anh chị. Khi nó chạy điên lắm. Chưa hết được. Ở trong này nó có cái MSR, cũng là một cái mã cổ phiếu mà khuyến nghị đầu tư đến thời điểm hiện tại là chính thức là cổ phiếu này cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu. Ở trong cái nhiệm vụ mà chúng ta nói đến, nhiệm vụ phân tích tuần đó là vùng 24/24, sau đó thì cũng có nói đến câu chuyện là khả năng sẽ đánh vượt thoát lên khoảng vùng giá 26.5. Thì trong tuần đã có phiên đánh lên khoảng vùng 25.5 rồi, mắc ở vùng 26 rồi, tôi suy soát là chạm cái target thiết kế. Tuy nhiên với cái điểm đánh của con này như thế này thì cái vùng 26 đến vùng 27 là hoàn toàn khả thi. Những cái mã cổ phiếu mà Hùng khuyến nghị đáng để đầu tư các anh chị có thể nốt lại các anh chị nhé. MWG cũng là một cái trụ kéo đó. Và bây giờ chúng ta xây đến đâu rồi ạ? Chúng ta xây đến vùng 125 rồi. Và với cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của MWG thì cái câu chuyện về đến vùng 130 đến vùng 135 ở trong những cái nhịp đánh tiếp theo đấy là hoàn toàn khả thi. Mà cái cách đi của MWG cũng đi khá là chậm, và khi nào tạo lập cần dùng để đánh điểm số của thị trường lên thì đấy là những cái mã này thì sẽ nằm ở trong cái bộ tạo lập chung của toàn bộ thị trường. PNG đến thời điểm hiện tại đó, các anh chị nhìn thấy đây, tại sao nó lại về đây, nó lại đổ đó? Vì đơn giản là gì, trong một cái nhịp mà chúng ta phân tích một cái sóng lên ở đây thì ở cái vùng kháng cự nó ở vùng 83 đến vùng 85 rồi, và khi mà nó đi được về đến cái vùng này rồi thì nó cần thời gian để nó nghỉ ngơi, nó test lại cung cầu. Thì một số các anh chị có hỏi Hùng có mua không. Thì theo Hùng cứ từ từ bình tĩnh, bởi vì cầu đang thấp như này thì cũng là một cái tín hiệu khá là tốt, và chúng ta chờ một cái tín hiệu xác nhận về đảo pha của dòng tiền đó. Dòng tiền nó đi lên từ đây, nó tích lũy đi ngang và nó có một cái tín hiệu đảo pha ở đây thì đấy là thời điểm Hùng sẽ có những cái khuyến nghị để giúp anh chị em của chúng ta bắt thêm PNG. Rồi chúng ta đi phân tích hệ sinh thái của nhóm ngành nhựa bao gồm Bình Minh, BMP. Thì nhựa Bình Minh ông đã tìm đây cái vùng hỗ trợ ở vùng 61.5 đến vùng 62 và dự kiến là sẽ hồi lại về vùng 65. Trong tuần thì hồi cao nhất lên được vùng 66 và đang lại có những cái dấu hiệu bị lấp trở lại. Thì với cái tín hiệu bị lấp trở lại như này thì BMP sẽ hình thành một cái nền đánh ngang ngửa, tức là đánh ngang đánh lên đánh xuống ở đây, và sau khi hình thành một cái nền này rồi thì chúng ta sẽ có thêm cái đánh giá về xu hướng của em này. Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong NTP đó, nó cũng nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong thì chúng ta sẽ nên xem ở trên góc độ trend tuần.
Mục tiêu là đánh về vùng 4x, hỗ trợ là vùng 35, đã có những phân tích rồi. Và nhịp này thì nhựa tiền phong đánh cũng được đó các anh chị. Đó, anh chị đã mua theo những cái khuyến nghị đây thì tiếp tục nắm. Cổ phiếu ba con A ở đến thời điểm hiện tại, ba A chính thức là hoàn thành vùng giá mục tiêu ở vùng giá 15.8 đến khoảng vùng giá 16 trong tuần. Đó, trong tuần đấy, cái mũi tên này đang hướng về đây thì cổ phiếu sẽ có thêm thời gian test cung nghỉ ngơi ở vì nó gặp vùng kháng cự mà các anh chị. Đó rồi, và cũng sẽ tiếp tục quan sát cái sự vận động của cổ phiếu ba con A trước khi có thể nâng cái target của em này lên vùng 18. Có thể nâng lên vùng 18 đến vùng 19. Vùng 18 đến vùng 19. Ok, hoàn toàn khả thi. Các anh chị đang cầm ba con A, chúng ta tiếp tục cầm cổ phiếu DAG. DAG là một mã cổ phiếu cũng khuyến nghị đáng để đầu tư. Đây là một con pen, và bản thân khi mùng phân tích cho các anh chị ở những cái vùng này, đó là một cái mã cổ phiếu chúng ta cần đánh dài hơi hơn một tí. 5.4 thì câu chuyện là anh chị cứ quy ra lãi suất ngân hàng đi, và chúng ta cầm nắm ở một cái mã cổ phiếu từ vùng 5.5 và đạt vùng 8. Nếu như vậy thì chúng ta tính rằng trong một năm vừa qua, nếu chúng ta cầm DAG từ những vùng phân tích khuyến nghị từ vùng 5.5, bây giờ là lên vùng 8 là được 3 giá, 3 trên 5.5. Đó, thì chúng ta có thể xem một cái tỷ suất lợi nhuận như thế nào. Và DAG thì cũng đang kỳ vọng một con số lớn hơn, có thể nhịp này sẽ đánh chạm về vùng 9.5 đến vùng 10, mạnh hơn sẽ là vùng 12, tức là nó đang hình thành một cái trend uptrend. Ở một cái uptrend dài thì cái câu chuyện là nó đi từ cái vùng giá ở đây là vùng giá 5 lên đến vùng giá 12 thì nó sẽ cần mất rất nhiều thời gian các anh chị. Đó, nhưng chúng ta lựa chọn được mã cổ phiếu đẹp rồi thì cứ thế là chúng ta mua ở những cái vùng hỗ trợ thấp ở dưới này thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể cầm thêm. Đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu đã hoàn thành cái đích ở vùng đây là vùng 7.7 và đang có những điểm test cung lại vùng 7.5. Thì những tài khoản nào đã cầm cổ phiếu này, các anh chị canh tiếp vùng 7.5, các anh chị gia tăng tỷ trọng cho Hùng Lê, mua thêm hạn mức bất thường Hùng Lê, bơm thêm máu. Rồi, Ri. Ri cũng là một cái dòng tiền tìm đến, đó là nó được xếp vào top blue chip vừa. Thì câu chuyện của Ri là chúng ta phân tích từ vùng đây, từ vùng 30 đó, và chúng ta nâng lên đến vùng 50 mấy ở trên này rồi, và đến đoạn thời điểm hiện tại là chúng ta đang đánh những cái nhịp xổ số, và những nhịp xổ số này thì cũng đang hướng Ri về target 54 đến vùng 55. Trong tuần thì cũng suýt soát đạt được vùng 54. Và nhìn trên cái góc độ tạo lập về mặt dòng tiền như thế này thì không những là Ri sẽ đánh về vùng 54-55 đâu, mà Ri sẽ đưa target của Ri lên vùng 60. Rồi, sẽ đánh lên vùng 60, Ri sẽ đánh lên vùng 60 để đánh mặt, đánh giá về mặt điểm số của thị trường. Các anh chị tiếp tục quan sát giúp Hùng Lê vùng hỗ trợ 52.5. Đây sẽ là điểm hỗ trợ cực kỳ là quan trọng cho cái target là vùng 60 đó. Vùng này mà không gãy thì chỉ có đánh thôi, chắc chắn là như vậy, còn gãy vùng này thì thôi, nghỉ target 60. Một số các anh chị bảo Hùng Lê là ông nói hai đường, thì cái câu chuyện đó là các anh chị đến kết tuần là các anh chị mới được xem Hùng Lê phát một bản tin. Hàng ngày Hùng sẽ có những cái cập nhật của các mã cổ phiếu đó, cập nhật thường nhật, ví dụ như cái thời điểm nào Hùng nhận thấy đó, ví dụ Ri vượt thoát vùng 54 với một cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận ở đây sẽ khuyến nghị chúng ta bơm thêm máu, nhưng ngược lại nếu bị gãy vùng 52 ở đây, đấy là tín hiệu xấu, thì cái câu chuyện là gì, chúng ta không có dự báo đỉnh và đáy mà chúng ta dự báo về xu hướng đó. Mà để dự báo được về xu hướng là chúng ta phải bám sát các cái tín hiệu kỹ thuật hàng ngày của cổ phiếu đó để chúng ta xây. Các anh chị thấy có những mã cổ phiếu ông xây và ông xây tận 6 tháng còn chưa hết target đó. Đây ví dụ ông cụ già FPT chẳng hạn, mọi người cứ chê, nhưng cái quan điểm của Hùng là gì, cứ bình tĩnh, đừng có chê em ấy đó. Rồi thì cụ già này đến thời điểm hiện tại là chúng ta xây lên đến tận target 65. Đây ví dụ nhá, Hùng sẽ tìm thống nhất về một cái quan điểm là chúng ta sẽ không tìm lại các mã cổ phiếu phân tích ở trên room không chat, bởi vì nó mất rất nhiều thời gian đó. Quan điểm nó anh em vui vẻ happy đó thì chúng ta sẽ theo những target của Hùng phân tích, còn không thì thôi đó, chúng ta đừng có tranh cãi về mặt quan điểm đó. Đạt được cách đây bao nhiêu ngày, ngày 12 tháng 1 là đã hoàn thành cái vùng giá 65-65 đó. Thì sau khi mà hoàn thành cái vùng giá 65 rồi thì FPT tiếp tục
có những cái điểm đánh và đến thời điểm hiện tại là chính thức là đã đánh break qua cái vùng 65 rồi. Qua vùng 65 rồi thì cái target của FPT cũng đang hướng đến đó là vùng 70. FPT hoàn toàn sẽ cán cái cột mốc 70 và em này nó cũng sẽ nằm trong cái nhóm gọi là blue vừa, tức là dòng tiền sẽ hướng vào những mã cổ phiếu blue vừa, thì trong đó có gì, trong đó có FPT đó. Rồi, DigiWorld, DGVKG, DGVK, cái mã này khó đánh thế. DigiWorld thì cái đặc điểm của nó là gì? Nó đi tạo một cái bậc thang và sau đó thì nó sẽ đi ngang làm cho nhà đầu tư ở một cái góc độ cực kỳ chán nản. Thì đối với DigiWorld, vùng 80 hỗ trợ, không gãy vùng 80 thì thế cứ cầm, và trong cái mục tiêu mà chúng ta đang đi xây target ở khoảng vùng đâu đó vùng 86 đây này, đạt được đến đây rồi, 86 đến vùng 90. Cổ phiếu này thì tiếp tục cầm. CMG. CMG xây target 40 trên 40 và hai lần cổ phiếu này chạm 40 và sau đó tích lũy trở lại. Thì cái vùng hỗ trợ của CMG đây các anh chị này, đó, chúng ta đang cầm thì chúng ta có thể chúng ta mua thêm tỷ trọng ở ở những cái vùng hỗ trợ như vậy. Và với ý đồ tạo lập hiện tại thì cũng sẽ kỳ vọng CMG sẽ đánh vượt ao cái vùng 40. Chính vì vậy nên là những anh chị nào đang cầm CMG hoặc có thể mở mua mới thì chúng ta sẽ canh ở những vùng hỗ trợ 38. 38 quanh vùng 38 đến vùng 38.5. Ở đây là vùng có thể mua được. Cổ phiếu ITD quả ngọt rồi, quả ngọt bùi, chúng ta nên nhìn ở góc độ ITD như thế nào, đó là trên trend tuần. Và ITD Hùng cũng đã khuyến nghị các anh chị mỏi cả mồm, không biết là các anh chị có mua không. Với những cái target đầu tiên mà ITD có đó là vùng 11 trên 11, tiếp theo target xây 12.5 trên 12.5, và sau khi vượt thoát vùng 12 thì chúng ta sẽ nâng lên vùng 14 đến vùng 16, thậm chí vùng 18. Như vậy thì ITD khuyến nghị các anh chị mua ở vùng giá 9 đến vùng giá 9.2, mà giả sử nó đạt được target 18 thì các anh chị biết được cái mức độ nguy hiểm nó như thế nào. Đó. Chúng ta chờ thôi, chúng ta không nói trước, nhưng target tiếp theo của Hùng đang đặt ở đây sau những cái điểm test cung ở vùng 10.8. Ok, happy, chúng ta đã đưa cổ phiếu này về vùng giá 12.5, vượt thoát 12.5 chúng ta sẽ nói tiếp câu chuyện tiếp theo, giống như câu chuyện là chúng ta xây từ vùng giá 9 về vùng giá ở đây là bao nhiêu này, 10, từ 10 lên 11, từ 11 lên 12.5 đó, dòng chảy thời gian nó là như vậy anh chị. Rồi chúng ta đi phân tích nhanh một số các cái nhóm ngành xây lắp. Novaland, Novaland thì chủ đạo là ý đồ tạo lập thôi đấy, thấy chưa, vùng kháng cự đây 77 em mới đổ, đổ chưa, đổ rồi. Thì cái câu chuyện là trong tuần ông đã đưa ra cho anh chị thì rõ ràng nếu như anh chị mà xem clip cùng Lê thì sẽ không mua ở đây đấy, dự đổ về vùng 74 mà phiên nay nó đạp phát về vùng 72 rồi. Thì câu chuyện nó có thể đạp về 72 thì cái xu hướng có thể test về 70 và chúng ta sẽ xem những cái hỗ trợ này thôi. Novaland thì về cơ bản là nó đánh, nó tạo lập điểm số thôi, nó đạp thêm một phát nữa có thể nó sẽ kéo tiếp. Cổ phiếu CTD khuyến nghị đáng để đầu tư và chúng ta đã bắt rất nhiều nhịp của Cotecom. Cotecom thì cũng đưa ra cho các anh chị vùng hỗ trợ 75 76, từ đây sẽ xây lên vùng 85, những cái này là đã có ở trong bản tin tuần cũ rồi nhá, chứ không phải là bây giờ mới có. Thì về đến đây thì Cotecom đang có những điểm này test lại vùng 82. Ở những cái điểm test cung này thì theo Hùng là hợp lý, trước khi mà Cotecom sẽ có một cái lực kéo mạnh để chúng ta đưa target của Cotecom về vùng 105. Đó thì cái đường đi dự dự kiến nhá, các anh chị nhá, dự kiến thì từ đập từ vùng 82 và sau đó thì Cotecom sẽ hình thành tiếp một cái lực tăng ở đây, và Cotecom thì cũng đã đi vào một cái sóng rất là trung hạn rồi. HTN đã đánh lại rồi, đây đánh lại cái vùng kháng cự 45 lần 2 và phiên hôm nay thì đang có những điểm test cung. Bản thân HTN thì sau khi mà chúng ta phân tích ở những điểm rất dài đây và cái target cuối cùng mà đang xây đó là 45, hiện tại thì chưa nâng cái target này lên bởi vì đoạn này nó đánh cũng hơi phập phù nên là bình tĩnh.
HDG. HDG rồi, target 45/45 chính thức cán ở trong tuần cũ, vùng hỗ trợ 42 đến 43.2. Thì hai tuần sau những cái điểm trả cung ở đây thì phiên ngày hôm nay là một phiên mà dòng tiền bắt đầu có tín hiệu hồi lại. Đó, rất là ok ở đây rồi. Và sau một cái phiên rút chân ngày hôm qua từ vùng hỗ trợ 40 rất sâu ở đây, và em này bắt đầu có một cây rút chân, thì cái kịch bản của HDG là sang tuần tới ông kỳ vọng là HDG sẽ tiếp tục duy trì được một cái dòng tiền khoảng trên 3 triệu cổ phiếu và tiếp tục đánh lại vùng 45. Vượt thoát vùng 45 thì cái đó sẽ đưa bản chất là target của HDG là đang nâng lên 50 rồi, HDC cũng chính thức là 40/40, và bây giờ thì cổ phiếu này cũng đang đi vào một cái điểm test cung ở quanh vùng 38 đến vùng 38.5. Thì cái quan điểm của Hùng là sẽ dừng lại để quan sát, đó, dừng lại để quan sát những cái điểm hỗ trợ ở đây, thậm chí là cổ phiếu này phải chính thức phải là vùng 37.5. 37.5 mới là vùng test đó, thì nó đang test lại ở khoảng vùng 38.5 đến vùng 37.5 thì chúng ta sẽ dừng lại ở quan sát ở đây. Dòng tiền thì cũng đang đi ngang, đường MAC đang cắm đầu đi xuống, cái này là cổ phiếu chưa tăng được. Cổ phiếu nó phải tăng là đường MAC nó phải hướng lên. Tất nhiên là nó nhiều yếu tố kỹ thuật, đúng không anh chị, chứ không phải là mỗi cái đấy đâu. HBC thời điểm hiện tại target 17/17 và đã nâng cái vùng target lên vùng 19.5 đến vùng 20, vùng 19 đến vùng 19.5. HBC đang có một cái điểm tích lũy nền ở đây, đó là vùng 16.5 đến vùng 17.3, thì các anh chị có thể chúng ta sẽ tiếp tục phải quan sát thêm, bởi vì dòng tiền hiện tại là đánh chưa dứt khoát, nó phải đánh ao lên cơ, thì lúc đó thì nó sẽ ổn định hơn. Còn góc độ hiện tại là HBC chúng ta tiếp tục cầm nắm. VCS đạt được cái target vùng 90/90 và chính thức là chúng ta cũng đang đưa cái target của em này lên khoảng vùng 95. Trong tuần thì điểm cao nhất đạt được sau đó là khoảng vùng 93.5, cách khoảng 1.500 nhé. Và sau một cái điểm đánh lên đó thì bây giờ cái vùng 90 sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ. Anh chị đang cầm con này thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm và quan sát hỗ trợ ở vùng 90. Đạt Phương đến thời điểm hiện tại ta xây target 34 đến vùng 35, trong tuần thì đạt được mắc ở khoảng vùng 34.45, và sau đó thì đang bị đạp lại, thì những cái điểm đạp lại này thì chúng ta lại phải quan sát lại thôi, vùng hỗ trợ thôi, khoảng vùng 32 đến vùng 32.5 ở đây thì chúng ta sẽ quan sát thêm cái tín hiệu của Đạt Phương. Dòng tiền nó đang bị đuối đấy các anh chị, dòng tiền đang bị đuối này từ đây này. Thì cổ phiếu khả năng là nó sẽ rất là khó để tăng giá. CRE chính thức là bị mất vùng 28, như vậy là xấu. Đó, dòng tiền tiếp tục cắm, đường MAC cắm. Thì các anh chị mà đang cầm cái cổ phiếu này, lưu ý giúp Hùng cái vùng hỗ trợ, vùng đệm cuối cùng 26 đến vùng 26.5. Nếu vùng này bị phá thì chính thức là CRE tạo đỉnh ở vùng giá 30. EVG là một mã cổ phiếu đi sau, nhưng chúng ta chấp tất cả, đúng không ạ? Vì sao? Vì chúng ta ăn cái khúc giữa thôi, khúc đầu này chịu không ăn được. Khúc giữa đến đây, và khúc giữa thì chúng ta đã xây cái target 12/12. Khi mà cổ phiếu đạt được target, các anh chị nhìn thấy đây, nó cái giao dịch cái biên nó rất là lớn, do những yếu tố tâm lý về mặt cung cầu đó. Thì vì sao vùng này có thể đưa ra cho anh chị được những cái vùng target kháng cự như thế này, thì đấy là do mình ở trên thị trường lâu năm rồi, sau đó thì mình lăn lộn nhiều thì mình cũng dự báo một phần thôi, nó không thể tuyệt đối nhưng mà cơ bản là nó cũng gần sát. Thì EVG anh chị của chúng ta sẽ tiếp tục cầm, nhưng mà sẽ lưu ý giúp Hùng cái vùng giá 11 ở đây này. 11 ở đây sẽ là cái vùng đệm rất là quan trọng, vùng này mà không gãy chúng ta tiếp tục cầm, bởi vì EVG thì theo cái quan điểm của Hùng, EVG sẽ tiếp tục đánh, và cái target mình đang dự báo của EVG có thể đạt được ở trong nhịp này đó là khoảng vùng giá 14 và lên đến vùng 14 cộng á, thì lúc đó thì chúng ta bắt đầu chúng ta rải hàng ra, chúng ta chốt dần. Cái dư địa để cổ phiếu này tăng tiếp là vẫn còn, nhưng các anh chị lưu ý giúp Hùng từ vùng 11 chúng ta sẽ kéo target của em này lên khoảng vùng 14.
Cổ phiếu CI, CI là một cái mã cổ phiếu mà khuyến nghị mua sau cùng so với nhóm ngành xây lắp. Và đến thời điểm hiện tại, từ những cái vùng ở đây ạ, từ những cái vùng 17, 17 năm ở đây là đã khuyến nghị các anh chị chúng ta đầu tư mã cổ phiếu CI, và đến thời điểm hiện tại chúng ta đi xây cái target của em này 23.5 hoàn thành luôn trong tuần, và thậm chí là suy soát nữa thì hoàn thành tiếp cái target ở vùng 25. Và tuy nhiên không có sao cả, với cái góc độ kỹ thuật như này thì những tài khoản đang cầm C2 các anh chị quan sát thùng ở vùng giá 23 không gãy thì cổ phiếu này sẽ đánh lên vùng 25. Target 25 nó sẽ hoàn thành thôi, không có gì cả bởi C2 đi vào uptrend rồi. Lên đến vùng 25 mà đẹp nhất kéo lên vùng 25 xong test cung lại vùng 25 không gãy, sau đó tiếp tục kéo lên thì chúng ta sẽ tiếp tục bơm máu. Bởi vì khi đó thì C2 bắt đầu bước, bản chất là nó đã vào uptrend rồi, nhưng khi mà có những cái tín hiệu kỹ thuật như này thì gọi là uptrend trung hạn. Đó thì chúng ta sẽ bơm máu, bơm thật nhiều máu vào. Cổ phiếu KDH khuyến nghị đầu tư trong nhịp vừa qua và đối với thời điểm hiện tại thì team cùng Lê vẫn đang nắm mã cổ phiếu này. Vì sao nắm? KDH chúng ta có những cái vùng phân tích khuyến nghị mua ở vùng 26 đến khoảng vùng 26.5, và chúng ta đi xây target tuần. Target tuần mùng xây đó là ở khoảng vùng 33, và trong tuần thì cũng đã phải cập nhật lại cái xu hướng của cổ phiếu KDH. Đây, ví dụ KDH đó. Nên là chúng ta không có 30 đây các anh chị này, đó. Các anh chị nhìn thấy không? Cập nhật hết tất cả các cái mã cổ phiếu mà trong team cùng Lê, mã nào đang cầm ổn áp tiếp, mã nào đi tiếp, mã nào KDH đây. Thoát nền 33 thì chính thức là sẽ nâng target này lên vùng 38, và đây là một cái mẫu mẫu cổ phiếu cho một trend đánh dài hạn, trend đánh dài. Đó. Thì đối với thời điểm hiện tại và trong phiên kết tuần ngày hôm nay, KDH tuyệt vời luôn. Đó, sau cái phiên mùng phân tích tối ngày hôm qua. Ngày hôm qua đây. Hôm qua đây. Đó thì phiên ngày hôm nay là KDH đã chính thức out lên cái vùng 33 và ngồi ở vùng 34. Như vậy thì cái xu hướng cổ phiếu tiếp tục uptrend, và uptrend đi đến đâu thì đang dự báo ở vùng 38. Tuy nhiên Hùng sẽ đánh giá lại ở khoảng vùng 36 một nhịp nữa trước khi mà về vùng 38. Đó. Giá trị nó nằm ở chỗ đó các anh chị, chứ không phải là giá trị nó nằm ở những cái thời khắc mà cổ phiếu test cung ở đây này, không gãy này, rồi có những cái phân tích định lượng để anh chị em đang cầm nắm thì chúng ta sẽ yên tâm để chúng ta cầm nắm, bởi vì target của Hùng vẫn đang xây lên. DRH đến thời điểm hiện tại xây target 12 trên 12 và vùng hỗ trợ 11, các anh chị lưu ý giúp cũng đây C32 điểm qua nhanh. C32 hoàn thành chưa nhỉ? Về mặt lý thuyết như thế này nó chưa thuyết phục. Ok, C32 sẽ đánh vượt vùng 30. Target 3x đã hoàn thành rồi. 30 hoàn thành rồi thì bây giờ nó đánh về đâu? Ok, cứ đã để 30 đi đã. Và cũng sẽ cần một cái tín hiệu là em này đánh đánh thốc qua 30 và test cung 30 không gãy, quan sát tín hiệu cầu ổn định ở đây thì cũng sẽ khuyến nghị bơm máu. Cổ phiếu sell ở thời điểm hiện tại thì cũng chưa có nhiều dư địa để bật. Đó, dòng tiền bắt đầu nằm ngang rồi, tốt rồi. Sell các anh chị chuẩn bị tiền. Đó, điểm hỗ trợ của sell như thế này, sell sẽ còn một lực, còn một điểm đánh. Còn một điểm đánh. Hỗ trợ 11.5 đó là hỗ trợ của sell, từ vùng này thì sell sẽ còn một cái lực đánh. Và lực đánh này thì sẽ đưa sell về lại vùng 14.5 đến vùng 15, và đến vùng này thì chúng ta canh để chúng ta chốt này. Anh chị đang cầm thì nhớ này. LGL LGL rồi, nhịp này đang có một cái nhịp hồi ở đây và đưa ra cho anh chị cái vùng 6, vùng hỗ trợ kỹ thuật. Ai mua nhanh thì phiên này chốt được. Chấm hết. Đất xanh. Cái câu chuyện đất xanh ngày hôm nay sẽ nói sâu hơn một tí. Ngày hôm nay có một cái lực bán về đất xanh rất là mạnh, rất là mạnh. Trên 33 triệu, 33 triệu cổ phiếu. Thì câu chuyện là trong cái nhịp mà chúng ta đi phân tích đất xanh, target ở đây đó là vùng 17 trên 17 là đất xanh đạt được. Và sau khi đạt được nhìn thấy cái vùng mà nó đang đánh phiên ngày hôm qua, nó đánh ao cái vùng 17.7 ở đây thì cũng đang kỳ vọng cái target của đất xanh là sẽ đánh lên vùng giá 19.5 đến vùng 20. Tâm lý của anh chị bây giờ đang lo, nhưng với góc độ kỹ thuật cùng thì cũng sẽ không lo. Vì sao? Thứ nhất là cái vùng 17 của đất xanh chưa gãy. Câu chuyện thứ hai là ngày mai chúng ta sẽ xem cái xin lỗi, không phải ngày mai, tuần sau.
Tuần sau chúng ta sẽ xem cái tín hiệu mà em này lấp lại ở vùng 17.7 như thế nào, thì lúc đó chúng ta mới xác nhận rằng đất xanh đã hết sóng chưa, hay là đây chỉ là một cái phiên náo loạn, đây chỉ là một cái phiên gọi là rũ hàng, hay là một cái phiên để làm cho cái tâm lý nhà đầu tư của chúng ta lung lay. Nhưng với chiến binh rồi thì chúng ta sẽ không bị lung lay bởi những cái yếu tố như vậy. Rồi LDG là một cái mã cổ phiếu hiện tại đang nhìn ở một cái góc độ đánh dài. Vùng hỗ trợ tạm thời của LDG ở trong các cái nhịp phân tích ở vùng 8.25, ở vùng này thì có khuyến nghị những tài khoản mà anh chị em đang cầm thì có thể bắt thêm ở vùng này. LDG ngày hôm nay nó cũng đánh nhiều cùng với đất xanh nên mình sẽ xem thứ hai chúng ta sẽ có thêm những cái phân tích định lượng như thế nào. Cổ phiếu Fecom ngày hôm nay như thế này là xấu. Vì sao xấu? Bởi vì cái nó bị mất cái vùng 13.5, nó là xấu với một cái lực bán tương đối mạnh trên 4 triệu cổ phiếu. Đường mác dòng tiền cắm đầu cắm cổ đi như là bị gọi là máy bay rơi như này thì nó là xấu. Như vậy thì cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu đến thời điểm này chúng ta sẽ không có target của đất của FCN ở vùng 15.5 đến vùng 16, mà chúng ta phải thay đổi lại kịch bản khi cái tín hiệu kỹ thuật của FCN đang bị vi phạm ở vùng 13.5. Những anh chị đang cầm thì chúng ta sẽ quan sát phiên ngày thứ hai, đất FCN mà lấy lại được vùng 13.5, ok chúng ta sẽ cầm làm tiếp, nhưng ngược lại bị tiếp tục bị bán và mất cái mốc 13.5, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời chia tay FCN, bởi vì tín hiệu như vậy là tín hiệu xác nhận rằng cổ phiếu đang bị xấu đi. Cổ phiếu IDC chính thức hoàn thành cái cột mốc 45 trên 45 trên bản tin phân tích tuần 138 tuần trước, sau khi mà em này hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 40 trên 40 thì cũng đã có đưa ra một cái câu chuyện là vùng 40 này sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật, và IDC chính thức hoàn thành 45. Bây giờ em mới kéo về đâu nhỉ? Thực ra cổ phiếu IDC này bây giờ cũng không có đỉnh nữa các anh chị. Đó, nên chúng ta đừng có cố gắng dự báo đâu là đỉnh của cổ phiếu. Dự báo phiên ngày thứ hai, cổ phiếu này sẽ test cung nhẹ nhàng. Nếu mà test sâu thì ok, cho phép test lại 45. Trước khi mà hình thành một cái nhịp tiếp tục kéo lên đây ở vùng giá 50, các anh chị đang cầm chúng ta tiếp tục cầm, có thể canh mua thêm. LCG thời điểm hiện tại đang có ý đồ đi ngang. Đây dòng tiền nó đi này thì cổ phiếu nó sẽ đi ngang thôi, vòng sẽ tiếp tục quan sát, nhưng nhìn chung là về ý đồ tạo lập thì LCG sẽ đi ngang một vài phiên mà nó không gãy được cái vùng hỗ trợ ngắn ngắn ở đây này, đó là khoảng vùng 15.5, thì cái target mà chúng ta xây ở đây ở khoảng vùng giá 17.5 đến vùng giá 18 là khả thi, chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm. Cổ phiếu C4G ra xem như thế nào. Mục tiêu của C4G thì vẫn tiếp tục là đi về vùng 13. Hỗ trợ ngắn của C4G khoảng quanh 11.5 ở đây. Ok, mà vùng này mà không gãy là ổn. Cổ phiếu nhà Từ Liêm. Ở nhà Từ Liêm trong một cái nhịp ở đây là chúng ta đang dự kiến về khoảng vùng giá 27 đến vùng giá 28. Cái vùng target ở đây vùng 24 bây giờ sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ cứng của cổ phiếu, và anh chị chúng ta sẽ quan sát thêm, tức là cái xu hướng có thể nó sẽ hình thành một cái cách đi như này, và thêm một đến vài phiên nữa khi mà cái tín hiệu dòng tiền nó có cái tín hiệu xác nhận đảo chiều á, đó thì lúc đó thì dùng sẽ có thể khuyến nghị các anh chị chúng ta bơm máu từ đây. Cổ phiếu hai hi hi em này mới con này thì cũng đang nói đến ở khoảng vùng giá 19, nó là vùng giá chúng ta có thể canh mua khá là hợp lý. Ok, đang chỉnh kỹ thuật rồi đó, thì chúng ta sẽ canh ở vùng 19 này để chúng ta mua, và dự báo thì cái vùng 19 đến vùng 20 ở đây nó cũng sẽ hình thành một cái nền tảng tích lũy ở đây này, trước khi mà cổ phiếu này có những ý đồ tạo lập tiếp theo. 19 đến à xin lỗi cả nhà 19 đến vùng 19.5, 19.5 nó sẽ hình thành một cái ý đồ tạo lập ở đây. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua đi phân tích nhóm P, thì nhóm P là một cái nhóm mà đã được cùng Lê dự báo sóng P từ rất là sớm, sau một cái nền tảng mà nhóm P tích lũy, thì ở đây sau một cái nền tảng tích lũy dài của nhóm P thì chúng ta đã đang phân tích một sóng lên của nhóm P gần như là như vậy, và những cái mã cổ phiếu khi mà đã phân tích một sóng lên thì gần như
nó cũng đạt được một cái xác suất từ 70 đến 80%, có thể khẳng định nó là như vậy. Thì GAT đến thời điểm hiện tại trong một cái nhịp tạo lập thì cũng đang đưa về vùng 95, và trong tuần thì đạt cao nhất được ở vùng 94.6, cách 0.4 nữa thì nó về đến cái target này, và về đến đây thì em mới lại đổ thôi, đổ thì lại về lại hỗ trợ, tức là vùng 80-90, vùng 90 đến vùng 90.5 trở thành hỗ trợ của GAT ở trong nhịp này, và GAT sẽ đi ở trong cái biên 90 đến vùng 95. Cổ phiếu PLX đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đang xây ở khoảng vùng 59 đến vùng 60, và trong tuần thì đạt được đâu đó ở khoảng vùng 58.5. Và PLX đã có hai phiên, thậm chí nói đúng hơn là bốn phiên PLX chỉnh lại, ba phiên PLX chỉnh lại, thì vùng 56 lại trở thành cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu. Các anh chị quan sát thêm ở vùng này. Trong cái bộ P thì lại không khuyến nghị đầu tư hai con to đầu này, nhưng mà sang đến cái con nhỏ hơn á, PVD. Ui giời đẹp. Đó, anh chị nhìn thấy con PVD đẹp không ạ? Đến thời điểm hiện tại trong team của Lê xin báo cáo với anh chị là con PVD này lãi khủng luôn. Vì sao? Bởi vì chúng ta phân tích một sóng lên, chưa bao giờ phân tích một sóng giảm của PVD, và liên tục được bơm máu, liên tục được bơm máu anh chị. Trong bản tin phân tích tuần cũ đó thì cũng có đưa ra một cái nền đây, nền 19.5, nền 20 sẽ là cái cơ sở rất là quan trọng, và đến phiên ngày thứ hai thì tiếp tục đưa ra cái vùng 20.5 cho tất cả những anh chị em trong team của Lê để tiếp tục có một cái định lượng trên cái con đường về vùng 22 đến vùng về vùng 23, và chính thức thì vùng 22.8, cách 23 có tí tẹo nữa thôi. Đó, sướng không anh chị, sướng chưa? Và về đến vùng 23 thì cổ phiếu sẽ có thêm một vài điểm tích lũy test chỉnh cung cầu ở đây, trước khi mà chúng ta sẽ tiếp tục nâng cái target của PVD. Trong bản tin tuần thì Hùng sẽ không nâng, nhưng mà trong các cái phân tích hàng ngày thì Hùng sẽ nâng và sẽ khuyến nghị mua thêm, bởi vì cái câu chuyện là về đến vùng 23 thì cổ phiếu mới phát sinh thêm các cái yếu tố kỹ thuật ở đây, và các yếu tố kỹ thuật đó nó nằm ở trong tuần nó, thì Hùng cần phải quan sát thêm, và quan sát xong thì Hùng mới có những cái đánh giá đó. PVS đẹp không anh chị? Khuyến nghị đầu tư đẹp chứ, đúng không ạ? Rồi, PVS cũng hoàn toàn tương tự như vậy, mà chính xác là tuần này đó, target của chúng ta xây 22/22, kiểu gì cũng về, và thậm chí là đánh về vùng 23. Hai cái con này đang răng hết ở đây rồi, cho các anh chị chúng ta cầm nắm. Và PVS, cái câu chuyện ở PVS ở trong nhịp này á, mà nó thoát được, tức là Hùng đang đưa ra một cái kịch bản nó rất đẹp về PVS, đó là kéo lên vùng 23, test cung lại vùng 22, không gãy, cầu tiếp tục duy trì ở khoảng 10 đến 12 triệu cổ phiếu thì lại tiếp tục bơm máu. Tiếp tục bơm máu. Vì sao? Vì trend kỹ thuật vẫn còn. PVT đẹp không các anh chị? Hôm nay CE nhé, đạt 16/16, và để xem là target PVT tìm lại cái. Khi mà các anh chị ngày 31 tháng 12 cấp hạn mức bất thường này ở vùng 13.5 13.7 PVT này. Và đây trong ngày 12 tháng 1 đó, ngày 12 tháng 1 là liên tục khuyến nghị bắt thêm đó nha. Bởi vì khi đó là ông nhìn thấy P ngon rồi. Bắt BSR bắt này. Rồi PVS test cung 20.2 không gãy bắt thêm này, PVD test cung đó, đấy 20.5 21 bắt thêm này. PVT test cung 15 không gãy bắt thêm này. Đó thì những cái câu chuyện đây là những cái khuyến nghị rất là sớm, và Hùng đã có những cái phân tích cho tất cả anh chị em đấy. Cứ khoảng tầm độ khi nào cái nhóm ngành nào mà có cái dòng tiền quay vào á thì Hùng sẽ phân tích từng con một đó, cho anh chị. Đó, rồi. PVT chính thức là đạt cái cột mốc 16/16 rồi. Đó, và con này thì team cũng đang gồng lãi, gồng lãi một cách gọi là kinh khủng. Rồi ok, chúng ta sẽ chờ với một cái lực này, có thể phiên ngày thứ hai sẽ kéo tiếp một tí nữa, và sau đó thì chúng ta sẽ quan sát cái vùng cung cầu của em này khoảng vùng 15.5. 15.5 không đến 15.5 đâu, 15 khoảng vùng 15 15.8, xin lỗi các nhà, khoảng vùng 15.8 đến khoảng vùng 16.2. 16.2, 16.3 ở trên này, cổ phiếu sẽ có những cái điểm mà đánh vòng
quanh ở đây thêm khoảng tầm 3 phiên mà trước khi mùng lên khuyến nghị các anh chị tiếp tục bơm máu. Ở top sau của em này có con pet đánh hơi nháo đó, nhưng mà cái target ở vùng 20 cũng sắp về đến nơi. Con này nó thiên về chiều hướng đầu cơ, nên là những anh chị em nào mà chúng ta đang cầm nắm thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm thôi, và cập nhật các phân tích hàng tuần cùng lên. Và nhịp này thì pet sẽ đánh, sau khi mà chạm 18 rồi thì pet sẽ đánh lên khoảng vùng 20. Bộ ba cổ phiếu đằng sau gồm có oi chính thức là đạt target 13/13 trên bản tin phân tích tuần. Và sau đó thì oi đang hình thành một cái nền tảng tích lũy ở đây khoảng vùng 11.8 đến vùng 12. Thì đây là một cái nền tảng mà oi cần phải đi trước khi có những cái nhịp đánh tiếp theo. Oi có đánh tiếp không? Có, oi sẽ đánh tiếp. Nên các anh chị cứ yên tâm để chúng ta cầm nắm. Ví dụ như về đến khi mà đạt target 13 thì các anh chị chốt đi 50%. Sau đó các anh chị xem những cái phân tích hỗ trợ cùng, ví dụ về vùng 12, 12.2 các anh chị lại mua lại 50%, như vậy là chúng ta cũng lãi được 0.8. Đúng không? 800 đồng mà. Tối ưu hóa lợi nhuận. BSR cũng khuyến nghị bắt tưng bừng, và chính thức là BSR cũng hoàn thành ở cái vùng giá mục tiêu 12/12 trên bản tin tuần. Sau đó thì BSR đã có thêm những cái phiên test cung rất là đẹp như thế này. Với những cái điểm test cung đẹp như thế này đó, thì vì sao mà chúng ta lại không đưa target của em này lên vùng 14 ạ? Các anh chị tiếp tục gồng lại cho Hùng Lê 12. BSR oi POVK thì hiện tại là hình như POVK đang xây target ở vùng 15. Đang xây target ở vùng 15 mà chính thức là đạt được cao nhất ở vùng 14.75, sweet spot. Đó. Thì cũng gần như là gần tuyệt đối nhé. Tuy nhiên không sao cả, chắc chắn là POVK sẽ đạt được cái vùng 15/15. Cái câu chuyện là có đánh vượt thoát được vùng 15 để đi lên những cái vùng target 17/18 hay không thì sẽ cần chờ thêm. Nhưng trước mắt là chúng ta sẽ đánh giá ở cái biên hỗ trợ của em này 13.7 và sẽ chạm 15, và khi hoàn thành vùng 15 trong tuần, nếu có những cái điểm hoàn thành vùng 15 thì sẽ cập nhật thêm. PXS thì chúng ta đang nói đến một cái câu chuyện là dự là sẽ nhịp này thì cổ phiếu sẽ đánh chạm mệnh 10. Khi mà em này đạt cái vùng 8.5 thì cổ phiếu đã có một cái nhịp rũ ở đây tương đối là hóc búa đấy, nhiều nhà đầu tư là hoảng loạn. Và bản thân các anh chị trong team của Hùng Lê thì cũng đã bị hoảng loạn, nhưng có nói với các anh chị là vùng 8, các anh chị 8 mà không gãy thì chúng ta cứ bình tĩnh thôi, và từ vùng này thì có thể bắt lại mục tiêu của PXS thì vẫn đánh chạm vùng 9.5 đến vùng 10. Như vậy chúng ta xong nhóm P, và bây giờ chúng ta sẽ đến nhóm banh và nhóm chứng khoán. Thì ngay từ đầu bản tin thì Hùng đã có phân tích cho các anh chị rồi, đó là ngay khi kết thúc phiên giao dịch ngày 12, tức là kết thúc của phiên giao dịch ngày thứ 3, thì Hùng đã có những cái phân tích định lượng rất quan trọng đối với nhóm banh. Bởi vì trong phiên ngày thứ 2 là khuyến nghị là cấp thêm máu để đánh P. Đó, đánh P. Và sau khi đó, sau cái ngày mà cấp thêm máu để đánh P thì đến ngày thứ 4 và ngày thứ 5, đó là những cái ngày mà sẽ dành tiền để cấp thêm máu để múc banh và chứng khoán. Không nói sau các anh chị nhé. Đó, bằng chứng là đã cho anh chị xem rồi, chúng ta hạn chế cái câu chuyện là tìm lại, nó mệt lắm. Rồi, Vietcombank sau một cái nhịp đánh tương đối là mạnh thì Vietcombank đang tiến hành trả cung, và những cái vùng trả cung của Vietcombank thì đã được cùng phân tích ở khoảng vùng 102 đến vùng 103. Đó thì cũng đã có những cái view về các cái mã cổ phiếu, về nhóm ngành, đánh giá về nhóm banh. Đó. Đó anh chị đây. Thì ông dự chỉnh nền tích lũy ở vùng 102 đến vùng 103 trước khi mà lực cầu bật mạnh để có thể đánh về ở vùng 115. Thì hiện tại là chúng ta đang đưa cái target của Vietcombank ở khoảng vùng 115. Sau khi mà hoàn thành cái nền tích lũy này thì các anh chị sẽ quan sát thêm. Nhưng Vietcombank thì thời điểm này thì cũng không có yêu thích lắm. Rồi. Mã cổ phiếu BID. BID nhịp này cũng team cũng đang cầm, và trên cơ sở thì chúng ta đang hướng về cái cột mốc phải đạt được cái vùng 50/50. Thì bản chất là tuần cũ đạt rồi, nhưng mà sau đó thì đạt như thế này thì có thể là bán nhanh thì được, chứ còn nếu mà
không bán nhanh thì như thế thì chúng ta cũng chưa thể gọi là xác nhận đấy là đạt target 50/50. Vùng hỗ trợ của Bit ở đây đưa ra cho anh chị rồi, 48-48.5, và kỳ vọng Bit sẽ đánh về vùng 50. Vượt thoát 50 thì chúng ta có thể xây cái target của Bit lên là khoảng vùng 53 đến khoảng vùng 54. ACB và MBB. ACB. Ở thời điểm hiện tại thì ACB chúng ta tiếp tục quan sát thôi. ACB sẽ đi ngang ở quanh cái vùng hỗ trợ 30 và cũng chưa có nhiều cái tín hiệu đột biến. MBB trong một cái nhịp mà chúng ta phân tích ở đây, target của em ấy ở khoảng vùng 27.5 đến vùng 28 trong bản tin phân tích tuần. Sau một cái điểm mà đánh lên như vậy thì cũng đưa ra cho anh chị một cái vùng hỗ trợ đây này, 25.7 đến vùng 26.1, không gãy thì cái xu hướng để MBB tiếp tục hoàn thành cái nhiệm vụ của nó đó là đánh lên vùng 27.5 đến vùng 28 là khả thi, và về đến vùng này thì khả năng sẽ có những cái điểm test chỉnh về mặt kỹ thuật. Công thương và Techcombank đó, CTG thì đến thời điểm hiện tại là CTG công thương là đã khuyến nghị anh chị em nào mà đang cầm hàng thì bơm máu, với mục tiêu là sẽ nâng cái target của công thương lên vùng 41 đến 42. Bản thân thì công thương là chúng ta đã xây target 38/38 thành công, và những cái điểm test cung này thì cũng đã được cùng phân tích ở trong bản tin tuần 138. Cổ phiếu Techcombank tuần vừa rồi vừa bơm máu xong cho mục tiêu 4x. Không biết là bơm máu ở phiên nào đó, anh chị có thể thôi chúng ta không tìm lại nữa. Sau khi mà Tech đạt cái target 36/36, cùng với đó thì cái vùng 34 trở thành một cái vùng hỗ trợ của Tech được giữ vững. Lực cầu tiếp tục ổn định, chính vì vậy nên là khuyến nghị chúng ta bắt thêm để nâng cái target của em này lên vùng 40. Như vậy là Tech để chúng ta phân tích từ vùng nào các anh chị nhỉ? Chẳng nhẽ lại từ vùng dưới này à? Hình như thế là chúng ta bắt lên đến tận vùng 40 rồi. HD Bank và VB Bank. Đối với HD Bank, niềm tin đặt vào đúng chỗ. Các anh chị có thể nhớ lại những cái đoạn mà vùng 20 này là mọi người rất là uể oải, cứ đòi bán, mắng cho một trận bán gì ở cái vùng đó, đúng không ạ? Và chúng ta xây lên và đến bây giờ là đến vùng 28. Câu chuyện là HD Bank còn đi lên được nữa hay không thì khả năng dư địa nhịp này HD Bank sẽ đánh lên vùng 30. Các anh chị sẽ tiếp tục cầm nắm thôi. Dòng tiền sẽ quay lại nhóm Bank. Bank sẽ còn đánh một cái trận đánh này nữa, và trận đánh này thì sẽ tiếp tục kéo. VBank ở thời điểm hiện tại cũng có cấp máu để cái target chính thức là target 38/38. Hôm nay là chạm 38 phát thì tụt đầu. Chạm đúng 38 luôn thì tụt đầu. Và tụt đầu này thì cũng không sợ rồi, không sao cả, bởi vì cái vùng hỗ trợ của VBank ở đây đang rất là ổn áp rồi, vùng 36. Ở phiên ngày thứ 2, phiên ngày thứ 3 tuần tới thì chúng ta sẽ quan sát VBank ở những cái vùng hỗ trợ này, và kỳ vọng tiếp theo là VBank sẽ tiếp tục đánh. Lực đánh của nhịp này thì sẽ có thể đưa VBank về khoảng vùng 42, ổn không nhỉ? Được. 42. Ok, được các anh chị, và chúng ta sẽ cầm nắm cho cái target ở khoảng vùng 42 cộng 41.5 đến vùng 42, nói chung là tầm đó. Ở trong nhóm bank thì chúng ta sẽ nói đến mã cổ phiếu TP Bank. TP Bank đây, vùng hỗ trợ của TP Bank trong bản tin phân tích tuần chúng ta nói đến vùng 27.5 đến vùng 28. Ok, đấy, vùng hỗ trợ này mà chưa gãy thì chúng ta cứ túc tác chúng ta cầm thêm thôi. Đó, và phiên ngày hôm nay thì không đóng cửa được cao nhất, nhưng ít nhất là cũng hồi lên được một đoạn 28. Xu hướng Tech sẽ đánh chạm vùng 3x. Rồi, trong nhóm ngành này thì chúng ta sẽ có thêm mã cổ phiếu VIP. VIP đến thời điểm hiện tại là khuyến nghị đánh sổ số. Vùng hỗ trợ 34 và đưa cái target này lên khoảng vùng 39 đến vùng 40 đánh sổ số. Mã cổ phiếu SHB khuyến nghị anh chị em trong team cũng lên đầu tư, và đến thời điểm hiện tại là cũng cân tương đối hàng rồi. Bây giờ chỉ còn chờ một cái gọi là biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy, tức là sẽ chờ cho SHB đánh break nền 20. Thì khi đó thì những cái câu chuyện về SHB nó sẽ mở ra một cái trang mới nó tuyệt vời hơn. Đến thời điểm hiện tại những cái điểm mà khoảng vùng 18.5 là khuyến nghị trong team bắt thêm.
Rồi cổ phiếu STB trong phiên ngày hôm qua đây anh chị, ví dụ như vậy. Bây giờ STB xem nào, STB nó đánh giá cực kỳ đẹp. Đây mục số 9, mục số 9 của STB trong phân tích ngày hôm qua đánh giá nhóm banh đây. STB hoàn thành vùng giá mục tiêu 20.5 và dự báo thì cái vùng này sớm hoàn thành. Nhịp này cũng đang kỳ vọng STB đánh lên vùng 23 đến vùng 25. Phiên mai break nền vùng 20.5 vol lớn hơn 30 triệu thì anh em lại bơm máu, nhìn đường đi của STB thì sẽ tiếp tục đánh. Phân tích này cũng được up lên trên room không chat vào 22 giờ 27 phút tối ngày hôm qua. Thì bản thân ngày hôm nay đó, anh chị có thể nhìn thấy đây, STB ngày hôm nay chính thức nó bay luôn cái vùng 20.5. Thì đây là những cái thời khắc mà chúng ta đang có hàng, thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta nhận diện thấy những cái dấu hiệu mà cổ phiếu STB đánh tăng tiếp. Thì cái câu chuyện STB đánh về đâu thì cũng đang đưa cái target của em này đâu đó khoảng vùng 24, khoảng vùng 24 đến vùng 25 ở nhịp này. Như vậy thì STB chúng ta cũng đã có một cái hành trình tương đối dài, và đến thời điểm hiện tại thì STB cũng chưa bị rụng hàng. Vì sao? Vì bản thân lầu chỉ phân tích sóng lên thôi chứ chưa hề phân tích một cái sóng xuống nào của STB. Các anh chị có thể xem lại trong tất cả bản tin phân tích tuần. Rồi cổ phiếu Liên Việt Postbank. Ôi rồi nói đến em này, run đánh em này đang bị run đang bị run bởi vì team đang coi như đánh tổng lực và đánh coi như đánh tưng bừng luôn. Và bản thân thì trong những cái phân tích mà Hùng Lê khuyến nghị cho các anh chị em đó thì gần như là Hùng cũng có phân tích một sóng lên. Và cái câu chuyện là đến cái đoạn này này, khi mà nó đạt được cái target vùng 14/14 là mọi người rất là sốt ruột, nhưng cái câu chuyện là mọi người sai. Chính vì mọi người sốt ruột nên mọi người cái tâm của mọi người không tĩnh thì sẽ dẫn đến cái câu chuyện là mọi người sẽ bán cái nọ rồi sọ cái sai. Thế thì bán Liên Phong Bank, có khi là mọi người sẽ bán Liên Việt Phong Bank ở những cái vùng 13.7, xong bán xong thì nó bằng nó tăng đấy. Thế thì cổ phiếu mình bán mất rồi, mình sang mình mua con bên cạnh thì nó lại còn không tăng nữa đó. Nên là các anh chị chúng ta cứ vòng vo câu chuyện mà chúng ta không xác định lượng được một cái đường đi tổng thể của một cái mã cổ phiếu như vậy thì nó sẽ rất là khó khăn đó. Mà đã có Hùng phân tích bản tin hàng tuần, lần sau những cái bản tin mà phân tích tuần này là khả năng sẽ phải hội viên mới được xem đó, bởi vì nó rất là giá trị các anh chị nhé. Phân tích gọi là trực tuyến luôn và thực chiến, tức là những cái gì có ở trên thị trường thì mang ra nói, chứ không nói kiểu văn vở sách vở đó. Không nói những cái trên trời trên mây, mà chúng ta nói những cái mà chúng ta đang gặp hàng ngày. Điều đó rất quan trọng. Liên Việt Postbank phiên nay đạt 15/15 và dự báo ở nhịp này khoảng vùng 16 đến vùng 16.5 là hoàn toàn khả thi. Trong nhóm banh thì chúng ta sẽ nói đến cổ phiếu này là đang khuyến nghị cầm các anh chị nhé, mà cầm tương bừng luôn á. BVB. BVB đến thời điểm hiện tại 16/16 từ vùng phân tích khuyến nghị đầu tư từ vùng 10. Sau đó thì cổ phiếu này chỉnh gì? Ok, đây có vùng 14.5 hợp lý. Vùng này không gãy thì cổ phiếu lại có xu hướng đánh về vùng 16 thôi. Dòng tiền đang hướng về banh mà, nên là chúng ta cứ tiếp tục chúng ta cầm nắm. Có con MSB. MSB chúng ta lại nói lại. Thì MSB là bị một phiên sọc đây. Đấy vùng 19, cần thêm những anh chị lo gì đâu. Tạo lập của MSB ổn lắm. MSB ở quanh vùng 19 anh chị có thể canh thêm, mua thêm và cầm nắm thêm đối với MSB. Cổ phiếu Kiên Long Bank nói luôn. Thì Kiên Long Bank ở thời điểm hiện tại chủ team của chúng ta phát hiện hơi muộn, nhưng ở khoảng vùng giá 18.6. 18.6 thì chúng ta sẽ quan sát thêm ở vùng hỗ trợ này, nhưng mà dự báo là ý đồ tạo lập thì khả năng tạo lập cũng sẽ tiếp tục đánh. Chúng ta chờ một cái tín hiệu dòng tiền đang đi ngang như này là tốt rồi. Có nghĩa là sau một cái nhịp mà tín hiệu dòng tiền giảm lại thì nó đi ngang xong nó bật lên thì đấy là thời điểm mà cổ phiếu sẽ bắt đầu tăng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thêm một cái bộ đôi không phân tích là các anh chị cứ suốt ngày hỏi cái bộ đôi này đâu anh. Thì đây TVC, cái mục tiêu mà chúng ta rất là lâu rồi. Từ cái vùng hỗ trợ đây, các anh chị có nhớ không ạ? Vùng 11 đến vùng 11.5 thì Hùng có nói đến cái vùng giá mục tiêu của em này khoảng vùng 14.
Ok, đạt đến vùng 14 rồi đó. Đó, trong tuần này là đạt đến 14 trên 14 rồi thì cũng khá là ok rồi đấy. TVB chúng ta xem nào. Rồi, TVB cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Cái vùng hỗ trợ của TVB ở đây là vùng 11.5, không gãy. Ở đây thì chúng ta xây target của TVB ở vùng 14 và đến thời điểm này thì cũng 14 trên 14. Ở cái này chúng ta sẽ cập nhật thêm, có thêm những cái cập nhật, nhưng khả năng là cái với xu hướng hiện tại thì bộ đôi này sẽ tiếp tục đánh. Rồi, chúng ta sẽ đi vào phân tích các cái mã ngành cổ phiếu chứng khoán thì chúng ta sẽ nói đến VCI đầu tiên. Một cái bản tin rất là quan trọng đúng không ạ? Phiên kết thúc phiên giao dịch ngày thứ ba, ngày thứ ba thì cũng đã có những cái phân tích về nhóm ngành chứng khoán và nhóm banh sau những cái nhịp test cung tích lũy như vậy. Là phiên ngày thứ tư và phiên ngày thứ năm, đó là những phiên đây, phiên ngày thứ tư đây các anh chị, đây phiên ngày thứ năm và phiên ngày thứ sáu. Thì phiên ngày thứ tư, phiên ngày thứ ba thì chúng ta mua cấp máu để mua P, phiên ngày thứ tư thì cấp máu để mua banh và chứng khoán, và sau đó thì phiên thứ năm và thứ sáu thì hai nhóm này thăng hoa bay tung tăng. Ở VCA nhịp này tiếp tục đánh và cái vùng hỗ trợ 57 đến vùng 58 quá tuyệt vời, và phiên kết tuần như vậy là tốt rồi. Dòng tiền cắm đầu rồi nha các anh chị. Đó, xong đấy là các anh chị để em piu đó đi lên. Đó, cổ phiếu tăng. Rồi. SSI. SSI chính thức cũng hoàn thành vùng giá mục tiêu 37 trên 37. Rồi, và có thể với cái dư địa hiện tại thì sang tuần tới SSI sẽ tiếp tục kéo. Hơi hơi nhíu một tí, đang đến cái nhóm này nó thăng hoa quá nên là hơi nhíu một tí. Sẽ kéo lên khoảng vùng 40, sau đó test cung các anh chị nhé, kéo lên 40, kéo lên 40 test cung lại, test cung trả lại cung ở đây trước khi mà chúng ta sẽ có những cái hình thành tiếp theo. Cổ phiếu HCM cũng chính thức trong tuần hoàn thành vùng giá mục tiêu 34 trên 34. Đối với HCM các anh chị quan sát cho vùng 33.5 đến vùng 34.5 ở đây không gãy thì cũng sẽ tiếp tục nâng target của HCM lên khoảng vùng 38, 30 vùng 38 cộng ở đây. Chúng ta sẽ chờ thêm nhưng mà đều cũng sẽ đánh giá thêm ở phiên ngày thứ hai. Để chúng ta xem, và nhóm chứng khoán thì tiền quay trở lại rồi, đương nhiên là sẽ đánh SHS. SHS cũng chính thức là hoàn thành cái vùng giá 28 trên 28. Ôi giời, hai cây đó, tức là phiên ngày thứ ba. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ ba thì đây, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ ba thì cũng có đánh giá về nhóm chứng khoán. Phiên ngày thứ tư thì bay một tí tẹo, phiên ngày thứ năm thì bay rất mạnh, và phiên ngày thứ sáu thì bay thêm một nấc nữa, bay tưng bừng đúng không ạ? Rồi, và đến thời điểm hiện tại thì cái xu hướng của SHS đang đưa về cái target khoảng vùng 34, 34, 33 đến khoảng vùng 34. Cổ phiếu MBS cũng thăng hoa đó, hai phiên đó. Thì đối với MBS trong bản tin phân tích tuần Hùng có đưa cho các anh chị ở vùng 20, đó là vùng hỗ trợ về mặt ở kỹ thuật, và từ vùng này thì cũng xây target ở vùng 24, và chính thức là trong tuần thì MBS cũng hoàn thành target 24 trên 24 và sẽ bắt đầu test lại cung ở vùng 23.2 đến khoảng vùng 24 trước khi mà chúng ta nâng target, bơm máu để đưa target của cổ phiếu này lên vùng 28. Cổ phiếu CTS đó, anh chị thấy không? Rồi, CTS đó, vùng hỗ trợ của CTS chính xác là trong bản tin tuần thì chúng ta nói đến vùng 17. Trong tuần thì có một phiên đạp hơi bất thường, và sau đó cái câu chuyện này này, đó, anh chị nhìn thấy cái phiên này nhá, thì nó đang giống với cổ phiếu đất xanh. Chúng ta cần thêm một cái tín hiệu, đây là một cái tín hiệu bất thường, thì chúng ta cần thêm một cái tín hiệu bình thường ở đằng sau đó để chúng ta tiếp tục đánh giá xu hướng của CTS. Và chính là cái nền đây, chúng ta xem là nền 16, 16.5 ở đây để chúng ta vẫn tiếp tục đưa cái target của em này về vùng 19.5 đến vùng 20. Cổ phiếu VIX cũng là một cái mã cổ phiếu về mặt chứng khoán rất yêu thích của ông Lê. Sau một thời gian nghỉ chuyển sàn, và sau khi chuyển sàn cái thời gian nghỉ đó thì ông có nói đến cái vùng 22 đến vùng 22.5 là hỗ trợ của VIX để đưa target em này về vùng 26.5 đến vùng 27. Và chính thức thì tuần này là cổ phiếu VX cũng hoàn thành cái target thiết kế.
Và với cái động lực hiện tại của nhóm ngành chứng khoán thì VX có thể test cung kéo qua vùng 28, xong đó test lại cung ở vùng 27.5, không gãy lực cầu tiếp tục duy trì ổn định trên 5 triệu cổ phiếu. Các anh chị bơm máu, bơm máu, bơm máu. Ôi giời, cái màu này màu chết chóc. Bơm máu để chúng ta đưa target của em này lên khoảng vùng 32 đến khoảng vùng 34. Cổ phiếu AAS, nó cổ phiếu AAS quả ngọt nó nằm ở đây, chúng ta cứ chạy lông nhông làm cái gì. Thì đối với AAS, Hùng đã có phân tích một cái nền từ cái vùng giá 5.7 đến vùng 6 cho các anh chị, và sau đó thì bắt đầu đi xây lên, xây lên, và trong một cái nhịp đạp ở đây này, các anh chị nhớ ở vùng 8 này là vùng hỗ trợ này, Hùng đã có phân tích vùng hỗ trợ ở đây này, tiếp tục một cái nhịp đạp thứ hai ở vùng 8.6 này, tiếp tục phân tích hỗ trợ ở đây này, và chính thức là vùng 10/10, bởi vì trong cái nhịp này thì Hùng đang kỳ vọng là A đánh chạm vùng 10. Thoát 10 rồi, phiên ngày hôm nay là một phiên lực cầu hơi yếu, lực cầu hôm nay mà nó đạt được khoảng tầm 5-6 triệu cổ phiếu thì phê. Thì có thể sang tuần tới cổ phiếu này sẽ có những điểm test cung nhẹ nhàng ở vùng 10, trước khi mà nhỡ may thôi, Hùng có nói vui với mọi người là nhỡ may tạo lập nó đánh về vùng 15 thì anh em gồng lãi hơi mệt, hơi mệt. Rồi, trong nhóm chứng khoán còn mã cổ phiếu nào nữa không anh chị nhỉ? Chúng ta đã nói luôn. Ngân hàng và chứng khoán sót mã nào mà chúng ta đang phân tích nữa không? À, còn một mã. À, còn nhiều chứ. FPT, FPT là trong phiên FTS nó lại đánh nhầm sang. FTS đây này anh chị này, ví dụ như chúng ta tìm xem FTS này, cùng có nhìn cái lực cầu FTS là thôi tìm không ra, khổ, Zalo nó kém lắm. FTS thì trong bản tin phân tích tuần, đúng không ạ, sau khi mà cổ phiếu này hoàn thành target 18/18 đưa ra cho anh chị một cái vùng hỗ trợ 17.5 đây. Rồi từ vùng này cổ phiếu test tích lũy không gãy, và cái điểm mấu chốt vấn đề nó nằm ở chỗ là kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 3 lồng đã đưa ra một cái câu chuyện là banh và chứng khoán thì bắt đầu là FTS đi vào cái vùng biên ở tích lũy ở đây với dòng tiền tương đối ổn định, và hai phiên kết tuần thì anh chị thấy hoàn thành luôn cái target vùng 20/20. Rồi hoàn thành cái vùng này rồi thì lại tiếp tục vậy thôi, 19.5 đến vùng 20 túc tắc nghỉ ngơi uống nước, rồi uống nước xong thì căn cứ những cái dấu hiệu về dòng tiền thực tế để cũng có tiếp tục đánh giá thêm. Nhưng trong nhịp này thì cái target của FTS nó sẽ ở khoảng vùng 22. Cổ phiếu VND trong nhịp vừa rồi thì cũng không có khuyến nghị bắt lại VND. Khi cổ phiếu này đạt cái target chúng ta thiết kế ở đây, nó khoảng vùng giá 30, tức là trong cái dự báo về mặt xu hướng của Hùng Lê đó là vùng 32 sẽ là vùng tạo đỉnh của VND, nên là không khuyến nghị bắt lại. Và sau đó thì VND cũng nằm ở trong cái guồng chung của nhóm ngành chứng khoán, thì cái vùng 28 là cái vùng hỗ trợ thì VND đã bật lại, hiện tại đã chạm vùng 32 thì chúng ta sẽ quan sát thêm cái vùng 32 của VND. Một mã cổ phiếu về nhóm ngành chứng khoán cực yêu thích và chính thức là đã khuyến nghị để anh em chúng ta tiếp tục tham gia BVS. BVS là một mã cổ phiếu mà nhìn về ý đồ tạo lập thì Hùng có nói vui với các anh chị là mong nó đạp, mà đạp mãi không đạp nổi. Trời ơi, chờ mãi vùng 21.5 đến vùng 22 đúng không ạ? Các anh chị xem lại những bản tin cũ để chờ về cái vùng này. Ông chỉ cần nhún về vùng này là anh em trong team Hùng Lê là coi như là giăng hết lưới ở đây bắt. Nhưng mà sau đó thì đã anh chị em đã phải bắt lên vùng cao hơn ở quanh vùng 23.1 đến vùng 23.2. Mục tiêu ngắn thì nó sẽ đánh về vùng 26, break vùng 26. Cái tín hiệu ở vùng 26 rất là quan trọng. Vì sao cũng phải để ở vùng 26? Bởi vì ở đây nó có một cái điểm nhấn kỹ thuật của cổ phiếu. Nhưng mà các anh chị đừng có hỏi là điểm nhấn như thế nào nhé, trả lời nó dài lắm. Thì chúng ta sẽ phải cần đánh giá thêm cái vùng 26 ở đây. Nếu mà tín hiệu kỹ thuật ở vùng 26 ổn thì chúng ta sẽ xây cái target của BVS lên vùng 30. Nhưng nhìn trên ý đồ tạo lập thì vùng 30 của BVS là khả thi. 1:13 rồi, và chúng ta sẽ đi đánh giá thêm nhóm cổ phiếu của ngành thép và một số các mã cổ phiếu cơ bản khác. Sau đó thì Hùng sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ có một vài các phân tích về nhận định của thị trường. HPG cũng là một cái blue vừa, và dòng tiền dự báo sẽ hướng đến Hòa Phát. Chính vì vậy nên là Hùng vẫn tiếp tục xây cái target của Hòa Phát đi lên.
Và chính thức trong tuần thì Hòa Phát đã hoàn thành vùng 44.5 đến vùng 45. Đây là target target tuần của cổ phiếu. Đó, thì sau khi hoàn thành rồi thì em này đang có 1-2-3 phiên, khả năng sẽ thêm 1-2 phiên, phiên ngày thứ 3, phiên ngày thứ 4 tuần tới. Và một cái dấu hiệu để chúng ta tiếp tục bơm máu khi mà em này có một cái tín hiệu break nền 45 với một cái lực cầu ổn định và có những cái tín hiệu kỹ thuật ok, thì các anh chị chúng ta sẽ bơm máu cho target tiếp theo của em này ở khoảng vùng 50, thị trường sẽ tiếp tục kéo. Ở chưa sập được đâu, sập nó phải có tín hiệu để chúng ta dự báo, nên là chúng ta sẽ không cố dự báo đỉnh đáy thị trường. Các anh chị lưu ý trong cái phương pháp luận và phương pháp phân tích của Hùng Lê nó là như vậy, đừng cố dự báo và chúng ta sẽ đi phân tích xu hướng thôi, tập trung đi phân tích xu hướng của cổ phiếu và thị trường. Đối với Hoa Sen, nó hoàn thành vùng giá 25/25 và bản thân thì sau khi hoàn thành cái vùng giá mục tiêu này thì cổ phiếu cũng đang lươn khươn một tí, test một tí, và đến bây giờ thì ý đồ có đánh tiếp nữa không, thì cái câu chuyện là đến thời điểm tại là đang bị tụt vốn. Nhưng dòng tiền vẫn đang hướng lên, đường mác vẫn đang hướng lên, thì câu chuyện là chúng ta đừng có dự báo đây là đỉnh của cổ phiếu, đúng không ạ? Rồi ok, chúng ta sẽ dự báo rằng là em này em ấy sẽ test ở tích lũy ở khoảng vùng 25.5 đến khoảng vùng 25. Nếu như mà gãy vùng 25 như vậy thì cổ phiếu sẽ tích lũy lại vùng 23, thì vùng 23 sẽ trở thành một cái điểm tựa rất là quan trọng trong một cái nhịp phân tích về mặt xu hướng. Nhìn trên ý đồ thì Hoa Sen tiếp tục đánh các anh chị, nên là chúng ta cứ cầm đi, dự báo thôi. Khả năng sẽ xuất hiện sớm một cái lực đánh của Hoa Sen ở đây để tiếp tục kéo lên cùng với Hòa Phát. Thép tiến lên TLH đẹp chưa các anh chị nhỉ? Cũng chưa đẹp lắm. Bởi vì sao? Bởi vì cái đoạn này em mới tích lũy hơi dài. Mục tiêu của em này đánh về vùng 9. Trong tuần đánh lên được đâu đó được vùng 8 chấm mấy thì lại ỏng eo 8.45, 8.41. Thì trên góc độ kỹ thuật TLH sẽ có những cái điểm hỗ trợ ngăn ngắn ở đây này, khoảng vùng 8 đi các anh chị, khoảng vùng 8. Mục tiêu thì không có gì thay đổi cả, em này sẽ tiếp tục đánh thôi. Cổ phiếu Nam Kim NKG. Nam Kim thời điểm hiện tại là hoàn thành 16/16. Lực đánh của Nam Kim ở trong thời điểm hiện tại sao yếu thế nhỉ? Nhưng chưa thấy mạnh mẽ gì cả. Nhưng không sao cả, chúng ta tiếp tục cầm nắm Nam Kim và chúng ta sẽ quan sát ở đây này, cái vùng 15.5 này. Đó, 15.5 mà không gãy tôi cứ nắm. Xuất hiện một cái phiên đấy, dòng tiền cũng đang tương đối ổn rồi các anh chị, đang là thế này thôi. Đó, là này, xong rồi nó ngóc đi lên tí. Đó, thế này là ổn đó. Ổn. Và chỉ cần một phiên mà nó đánh lấp lại cái gap 16.5. Một cái phiên dòng tiền vào khoảng tầm 8 đến 9 triệu cổ phiếu đánh ao 16.5, các anh chị tự động bơm máu để chúng ta sẽ nâng cái target của em này lên ở khoảng vùng giá 18.5 đến khoảng vùng 19. Được, ổn. Rồi, bây giờ thì cũng sẽ đi view nhanh qua một số các cái mã cổ phiếu của các cái nhóm ngành khác anh chị nhé. Hùng uống một ngụm nước đã. Phân bón BFC. Bình Điền bây giờ đến thời điểm hiện tại cũng chưa có gì thay đổi. Target max chúng ta đang xây ở khoảng vùng 18.5 ở đây. Thì chúng ta chờ thôi. Và vùng hỗ trợ ngắn ở đây, ở vùng 17. Đạm Cà Mau đang đi ở biên kháng cự ngắn ở vùng 14.5 với một cái lực cầu thấp. Chúng ta chờ cái tín hiệu dòng tiền tích lũy ở đây thì có thể trong về mặt ý đồ tạo lập thì cổ phiếu này cũng đang muốn đánh lên một nhịp nữa. Tuy nhiên muốn hay không thì chúng ta cần phải chờ. Đạm Phú Mỹ cũng đang tiệm cận dần về target vùng 20, chưa có gì đột biến. Nhóm ngành cao su chúng ta có GVR, chúng ta view lại GVR thì trong tuần vừa qua nó lại có một cái yếu tố rất đột biến. Đấy là chính thức là đánh out khỏi cái nền 31, nền 32. Đỉnh của cổ phiếu out khỏi nền 32 thì đang có hai phiên test cung tích lũy lại ở đây, thì chúng ta sẽ chờ. Không sao cả,
chúng ta nếu cái câu chuyện là cổ phiếu này tiếp tục đánh thì chúng ta sẽ ăn tiếp một khúc nữa. Tức là khúc này chúng ta ăn trọn vẹn rồi, từ vùng 9 lên vùng 30, 9 x 3 27. Đó, rồi, ăn khúc đấy xong rồi, bây giờ ta lại ăn khúc thứ hai, không có sao cả. Và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát lại ở vùng 31.5 đến vùng 32, cổ phiếu này rất có thể sang tuần tới ông sẽ khuyến nghị bắt. Xem đã, xem cái tín hiệu ông ấy đánh ở đây như nào. Cổ phiếu DRC đến thời điểm hiện tại cũng chính thức là hoàn thành cái gì nhỉ? Hoàn thành những cái vùng giá mục tiêu rất là quan trọng, 24.5. Và DRC thì cũng đã có khuyến nghị các anh chị bắt từ những vùng rất là thấp ở dưới này, và khuyến nghị đây cũng là một cái mã cổ phiếu đánh cầm dài. DRC sẽ có những phiên test cung lại vùng 24.5, đây trở thành một cái vùng hỗ trợ rất là quan trọng. Và với những ý đồ tạo lập hiện tại thì test cung xong vùng này thì sẽ tiếp tục kéo. Nhịp này DRC đang đánh tương đối là ổn. Có thể nâng cái target của DRC lên khoảng vùng 28. Các anh chị đang cầm cổ phiếu này thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm. PHR. PHR thì trong tuần cũng đã có một cái nhịp đánh tương đối là tốt sau khi mà em này em ấy đã break chính thức là đạt 68/68 và đang có những cái điểm ở đây. Đấy gọi là những cái điểm test cung treo. Ở những cái điểm test cung treo này rất đẹp. Test cung treo này rất đẹp để giúp cho chúng ta định lượng một cái xu hướng tiếp theo của PHR. Và nhịp này thì các anh chị mà đang cầm thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục cầm, và trong tuần tới chúng ta sẽ hướng dòng tiền thêm vào đến cái nhóm cao su. PHR có điểm mua các anh chị nhá. PHR có điểm mua, chiến đấu tiếp được. SRC. SRC cũng là mã cổ phiếu khuyến nghị đánh dài, và thời điểm hiện tại chúng ta đang xây target của em này ở vùng 22, hai lần gần đến 22 xong đổ lại, và vùng hỗ trợ ngắn của em này ở vùng 20 đến vùng 20.3. mục tiêu thì vẫn là ở, nó phải tạo một cái target thuyết phục, có nghĩa là đạt trên vùng 22 cộng thì chúng ta vẫn giữ nguyên mục tiêu này. DRI thời điểm hiện tại cũng chính thức là đạt trên cái target 8.7 đến 8.7 rồi, thì cổ phiếu sẽ có những cái điểm test cung trở lại, và tuần tới sẽ là tuần mà chúng ta sẽ hướng dòng tiền vào nhóm cao su. Sau khi mà hướng dòng tiền vào P, sau khi mà hướng dòng tiền vào banh và chứng khoán, nhóm blue vừa thì nhóm cao su đang tốt. VSC của nhóm ngành cảng biển, con này thì bây giờ gọi là không biết đâu là đỉnh nó, đúng không ạ? Đừng cố dự đoán đâu là đỉnh của cổ phiếu. Khả năng sẽ có những cái điểm test cung nhẹ nhàng ở quanh đây, quanh khoảng vùng 63, và có khi nhịp này sẽ kéo về vùng 7x, mạnh hơn sẽ ở khoảng vùng 75 đến vùng 80. Cổ phiếu HAH trong bản tin tuần cũng chính thức là đạt target 20/20. Và HAH còn đi được nữa không thì dư địa của em này còn. Phiên ngày thứ 2 và phiên ngày thứ 3 tuần tới, đây đang là những cái điểm test cung tương đối là đẹp và ổn định, thì dự báo là sẽ kéo lên được đến khoảng vùng giá 22 trước khi mà hình thành một cái nhịp test chỉnh kỹ thuật tiếp theo. Cổ phiếu CCL là một cái mã cổ phiếu mà nó thiên về chiều hướng đầu cơ. Hùng cũng đã có phân tích một cái sóng lên sau khi mà em này đạt 10.5 thì đang nâng cái target của CCL lên vùng 12, và với cái target này thì CCL hoàn toàn khả thi với lực đánh hiện tại của CCL. Cổ phiếu VNA là một mã cổ phiếu cũng khuyến nghị các anh chị em của chúng ta đầu tư. Cái mã này rất dễ, nếu như các anh chị hiểu được những cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu thì chúng ta sẽ lướt lát rất là ok. Và mục tiêu trong bản tin phân tích tuần trước, các anh chị có thể xem lại bản tin video số 138 thì cũng có nói đến vùng 4.75 ở đây, mà không gãy thì cái mục tiêu của từ vùng 4.75 này nó sẽ đánh chạm vùng 6, và xu hướng này thì cũng tiếp tục đánh. Và con VNA này chúng ta nên nhìn ở trên một cái góc độ trang kỹ thuật tuần, thì khi mà các anh chị có thể xem lại những cái vùng 2.2 đến vùng 2.5, đây là những vùng mà khi mà Hùng Lê có phân tích ở những vùng này, và đến bây giờ về 6 thì như vậy cũng là nhân đôi tài khoản rồi đó, từ vùng 3 đây
từ vùng 2.8 đến vùng 3, và bây giờ nó về được vùng 6 thì nó cũng là nhân đôi tài khoản rồi các anh chị. Nhìn nó thế này thôi nhưng mà cái tốc độ tăng giá của nó rất là ok. Cổ phiếu nhóm ngành Viettel chúng ta có VGI. VGI là trong team cũng đang gồng lãi, bởi vì trong các anh chị nhớ lại là trong nhóm ngành Viettel thì Hùng khuyến nghị đầu tư 3 mã cổ phiếu. Đó, và đến thời điểm hiện tại thì target của em này đang đưa lên đâu đó ở khoảng vùng 46 của VGI. Rất là đẹp, rất là đẹp rồi. Sau những cái điểm mua và có những cái điểm cấp gọi là cấp hạn mức bất thường ở đây thì target tiếp theo hướng tới ở khoảng vùng 46. CTR đang gồng lãi và gồng gọi là gồng một cách nặng gánh. Sau khi mà hoàn thành target 80/80 thì em này tiếp tục đi lên một cách vững chãi, và cái vùng 100 sẽ là vùng mà chào đón CTR rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời các anh chị. Đấy, thì khi mà đã có những cái mã cổ phiếu mà chúng ta mua được tốt, chúng ta sẽ tiếp tục nắm dài. Đó, con VTK nhìn thế thôi nhưng mà khi mà cái con này khi mà mình có phân tích là nhìn trên đen tuần đúng không ạ, ở vùng giá 30 và Hùng có xây dựng ở đây ở khoảng vùng giá 36 à. Đó, thì là 6/30 xem được bao nhiêu, 6/30 nhìn thế thôi chứ cũng 20% các anh chị, làm gì cho nó lại 20% trong vòng được tháng chưa? Chưa được, gửi banh mất 4 năm theo VTK làm cái 20%. Nhóm ngành mía đường có QNS đi ngang ở quanh vùng 40. SBT đang xây ở đây, SBT đang đẹp đó các anh chị ạ. SBT đẹp đó, vùng 24, target đang xây 24. Và cái xu hướng này thì hoàn toàn khả thi với target này. Rồi LS mía đường Sơn La chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu 85/85. Đó, các anh chị có thể thấy. Và con này thì chính xác là có phân tích từ vùng 55 ở đây, xây lên. Thì sau khi hoàn thành 85 rồi thì em này kéo lại một tí và tiếp tục kéo, bởi vì mía đường Sơn La nó kéo rất là nhẹ. Dự kiến mía đường Sơn La sẽ kéo về mệnh trăm chứ không phải mệnh 10. Rồi, LSS đẹp không anh chị? Đẹp chứ. Team đang gồng lãi con này. Khổ vì lãi. Vì sao mà lại team lại gồng lãi được? Bởi vì cái cách mà ông phân tích và ông định hướng cho mọi người về mặt tâm lý rất là ổn. Đó. Và khi mà cổ phiếu mà nó tăng rồi thì nó phải chỉnh rồi thì chúng ta tìm ra những cái vùng hỗ trợ, những cái vùng mà cổ phiếu có thể lấp gáp. Đầu tiên đó, trong bản tin tuần đó là vùng 9 đến vùng 9.2, và xuyên suốt trong cái tuần giao dịch đó, thì cũng có đưa ra ở đây vùng 9.7 đó, để đưa cái target của LSS nhịp này lên đến khoảng vùng 11.5 đến vùng 12. Và chính thức nếu nói đến LSS thì chúng ta phân tích từ vùng giá 5. Từ vùng giá 5 và đến thời điểm hiện tại thì cũng là một chạm 10, tức là đã hoàn thành 100% lợi nhuận mức tăng của một cổ phiếu trong một cái quá trình mà chúng ta phân tích. Cổ phiếu TCM không có đỉnh các anh chị nhá. Hoàn thành vùng giá 60 đến 60, TCM phải search con này, hình như có một cái nhịp sổ số ngày mùng 1 tháng 10. À đây, đang xây của em này là 60/60. Có trả lời trên kia 60/60, chính xác là xây 60/60. Và phiên kết tuần thì TCM đã đánh một nhát từ vùng 60 lên vùng 65. Đó, nhiều người dự báo rằng vùng này là đỉnh đúng không ạ? Không nên dự báo như vậy. Và xu hướng hiện tại thì TCM sẽ tiếp tục kéo, và kéo về đâu thì chúng ta cần chờ thôi. Và lực kéo này thì cũng rất là đẹp. 70 thì là trong tầm tay, vấn đề là có kéo về mệnh 100 hay không thì nó hơi khó, chứ còn 70 thì trong tầm tay. Mã cổ phiếu TNG khuyến nghị đầu tư, và bản thân là mã cổ phiếu TCM là khuyến nghị đầu tư nhịp đầu.
trong nhóm ngành dệt may thì duy nhất khuyến nghị đầu tư mỗi TCM, sau đó đến TNG. TNG, ui đẹp thế này cơ, 18/18, xong đó xây lên 20, test cung đẹp nhẹ nhàng như này, thế này thì 20 thì ngon rồi. Và TNG đó từ những vùng đây 13.2 đó được ăn, nếu chạm được 20 ăn được 7.000 rồi, 7/13.2, 50% lợi nhuận gửi ngân hàng bằng 10 năm làm gì cho nó lại, đúng không? Bằng phân tích đầu tư cổ phiếu theo team chứng khoán chiến binh trên từng con sóng các anh chị. Rồi sang thứ hai tuần tới trả cung anh chị 19, nhịp này mà đánh thoát vùng 20 thì nó sẽ thành TCM thứ hai. TNG sẽ trở thành TCM thứ hai, các anh chị ôm chắc ôm chặt vào, bơm máu khẩn trương vùng 19, test cung vùng 19 mà không gãy bơm nhanh còn kịp. VGG như thế nào các anh chị nhỉ? VGG đến thời điểm hiện tại quanh vùng 44 chưa ổn lắm. VGT như thế nào các anh chị? Ôi trời, 16/16. Làm gì cho nó lại, đúng không ạ? VGT đây từ vùng 8 lên 16/16, chính thức là các anh chị đầu tư VGT theo khuyến nghị của ông Lê, 100% tài khoản. Và VGT kéo như thế này thì đến đâu ạ? 18, kéo tiếp đi em. Đó, một chỉ cần chúng ta mua nắm giữ cổ phiếu rất dài và chỉ cần khoảng tầm độ 3 tuần, 2 đến 3 tuần thì cổ phiếu hoàn thành một cái target trong mơ của chúng ta. Cổ phiếu EVE này đánh hơi èo ọt, nhưng cái câu chuyện là gì? EVE Hùng Xây cái target ở đây 15/15 thì cũng đạt được đó, đúng không ạ? Làm gì mà èo ọt lắm. EVE chúng ta nhìn rộng hơn, dài hơn một tí. Đó, trên tuần vừa qua thì EVE tăng rất đẹp. EVE thoát nền 15, thoát nền 15, test cung 15 không gãy thì mênh mông ở phía đằng sau. Các anh chị nên nhớ là vì sao Hùng khuyến nghị EVE. Các anh chị nhìn thấy VON nhá, nó đang bé tí tẹo tí teo này thôi. Đó, nhưng mà cái câu chuyện nó sẽ khác. Khi EVE giao dịch ở khoảng vùng giá 24 đến vùng 25 ở đây, yên tâm luôn các anh chị, đủ để các anh chị bán. Tạo lập sẽ tạo VON cho các anh chị bán, đừng có lo cái câu chuyện đó. GIL thế nào nhỉ? Ô đẹp quá, GIL đó các anh chị có thể thấy đây. Bản thân là khi mà GIL tạo nền hỗ trợ 40 đến 41 đó, nó khuyến nghị bắt rồi đó, và đưa cái target của GIL về vùng giá 47, chính thức trong phiên này hoàn thành vùng giá mục tiêu 47. Và với một cái tín hiệu khả quan như thế này thì sẽ nâng em này lên ở khoảng vùng giá 50 thì hợp lý, 50 thì kiểu gì chả về được. Đấy, nhịp này là chúng ta đánh sổ số GIL các anh chị nhé, sổ số kiên thiết GIL cũng đã nói rồi. Nhóm ngành thủy sản MPC có gì vui không nhỉ? MPC chưa có gì vui cả, vẫn ở trong nền 31. ACL có gì chưa? Chưa, ACL thì đạt target 16/16 lại chỉnh rồi, lại bé tí tẹo này rồi. Nhóm ngành thủy sản không có vẹo gì hay cả. VHC cũng bình thường. CMX có gì không? CMX thì đang đạt được ở cái gì? Đó là đạt được ở target 19/19. Và cũng đang lòm khòm dòng tiền nó cắm piu xuống cái này thì khả năng là sang tuần tới lại chỉnh. ANV cũng đang tích lũy đi ngang. Nói chung nhóm ngành thủy sản giai đoạn hiện tại Hùng không nhìn thấy, không thấy có nhiều. Duy nhất cổ phiếu DHC này là một con khỏe quá, cực kỳ khỏe. Và chính thức là tuần này thì DHC đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 65/65, kéo một cây rất mạnh lên vùng 68. Và với xu hướng hiện tại thì DHC sẽ tiếp tục kéo. Những anh chị đang cầm con này thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm, không cẩn thận là nhịp này sẽ kéo về vùng 70/80. Đấy là những câu chuyện rất bình thường đối với VHC. Xin lỗi cả nhà, DHC là một mã cổ phiếu rất là hay. 1:33 còn kịp để phân tích. Ok, điểm qua nhanh. PLC, mục tiêu của PLC thì vẫn không thay đổi ở đây khoảng vùng 34. KSB KSB sau khi mà break được qua vùng 35, đang có những nhịp test cung nhẹ nhàng thì dự kiến là KSB cũng sẽ đi về khoảng vùng 38 đến vùng 40. DHA đang đạt được cái target duy nhất ở đây thời điểm hiện tại là 50/50. Và sau khi đạt được em này thì nó đang đánh hơi phập phù ở cái vùng này. 50/50.
cổ phiếu HT1 đạt target 19/19 và đang có những cái nhịp test cung ở đây, thì các anh chị sẽ xem thêm ở khoảng vùng 18.5. Không gãy thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm. BCC thời điểm hiện tại sau những cái nhịp mục tiêu của BCC thì chúng ta đang xây ở vùng 10, hỗ trợ đâu đó khoảng vùng 9.8. Quan sát thêm UTUT thở hút hút sắc hút hút thuốc chính thức là đây đó, chạm hỗ trợ đây 4.2. từ 4.2 thì chúng ta nói về target 5 tròn, và ngày hôm nay thì cổ phiếu CE hút là một cái trend đánh về mặt kỹ thuật lùng nhìn đánh dài. Kỳ vọng nhé, kỳ vọng là hút sẽ kéo qua năm, test lại năm mà không gãy chúng ta sẽ tiếp tục bơm máu. Và hút thì bây giờ các anh chị em cũng đang lãi tương đối ổn định rồi, cứ thế là chúng ta tăng tỷ trọng thôi. HAR cũng khuyến nghị đầu tư từ những cái vùng rất là thấp ở dưới này, đến thời điểm hiện tại là đã hoàn thành target 6.5 đến 6.5. Và em này đang có những cái nhịp test lại, những cái nhịp test ở đây khoảng vùng 6.3, không gãy chúng ta tiếp tục cầm và tiếp tục chiến đấu. Fit là một cái mã cổ phiếu khuyến nghị đầu tư, và đến thời điểm hiện tại thì nói chung là cũng trồng chất khó khăn đúng không ạ, gồng lãi nếu mà cầm đến bây giờ đến vùng 20/20, và đến đây thôi, nói chung là cũng đến đây thôi, fit như thế là quá ok rồi. Chúng ta có một câu nói biết đủ là đủ. BCG là mã cổ phiếu khuyến nghị đầu tư, hiện tại là hoàn thành cái target 16/16 và sau đó thì đang đổ lại chỉnh test cung lại khoảng vùng 14, vùng 14 trở thành cái vùng hỗ trợ, chúng ta sẽ quan sát thêm ở cái vùng này, và dự kiến từ vùng 14 này thì sẽ bật lại về vùng 16 trước khi mà hình thành các cái điểm đánh kỹ thuật tiếp theo. Cổ phiếu TSC cũng là một mã mẫu hình cổ phiếu đầu cơ, và cổ phiếu này khuyến nghị anh em đang tin múc rồi, và bây giờ lãi tương đối ổn định rồi, nhịp này thì có khi đánh về năm đó, thế thôi, nhẹ nhàng năm. Không biết TSC khuyến nghị từ vùng mua nào, không biết xem lại. Ngày 9 tháng 12 khuyến nghị mua ở vùng 3.1, và bây giờ là đây vùng 3.1, và bây giờ là vùng 4.5. Rồi chúng ta có mã cổ phiếu nào nữa nhỉ? Cổ phiếu LC cũng là một mã cổ phiếu mà mình khuyến nghị đầu tư cầm dài, đến thời điểm hiện tại mua đúng thì đang lãi khoảng 6-7%, mua sai thì đang lãi khoảng đâu đó 30-40%, còn vừa vừa thì khoảng 20-30%, và mục tiêu thì chúng ta sẽ đưa lên khoảng vùng 14 đến khoảng vùng 15 ở trong nhịp này. Và cổ phiếu LC là một mã cổ phiếu rất là đẹp. Cổ phiếu GMC cũng chính thức là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 25/25. Từ anh chị có thể xem lại đây, view lại một tí, thì GMC là khi đó thì cũng có phân tích ở những điểm kỹ thuật ở dưới này rất là đẹp ở dưới này, và trong một tuần thì em này đã chạy đủ target cho chúng ta. Thậm chí trong phiên ngày hôm nay trần và sau đó thì bị chốt rất là mạnh, thì cái câu chuyện là các cụ bảo rồi, biết đủ là đủ, nó chạy từ đâu vùng 18, chạy từ vùng 18 mà lên đến vùng 26 đấy, thì như vậy là cũng có một cái tỷ lệ lợi suất tương đối ổn định và sẽ bị chốt. VTD là cái mẫu hình đầu cơ, và mã này thì cũng đã khuyến nghị anh em mua từ những vùng rất là thấp, hiện tại thì đang có những cái nhịp test, test này đẹp, ổn định, không có vấn đề gì, sức khỏe bình thường, 12.5, ok chúng ta sẽ tiếp tục cầm. Cổ phiếu TDC thì đang đi về vùng giá mục tiêu 20, và anh chị đang có hàng thì chúng ta canh để chúng ta chốt cổ phiếu TDC. Pan nói vui với mọi người là đánh nhau với cối xay gió, và đến thời điểm hiện tại thì cũng đang hướng về cái cột mốc 38 đến vùng 40 của Pan. BMI cũng là một mã cổ phiếu tốt của team, và dòng tiền hiện tại thì cũng đang hướng về cái cổ phiếu này rất là ok, vùng 32/32 hoàn thành rồi. Trong tuần thì có một điểm đánh bật lên, sau đó thì cổ phiếu trả cung lại, thì các anh chị sẽ quan sát thêm cái điểm trả cung này. Phú Tài PTB, một mã cơ bản về nhóm ngành gỗ xuất khẩu, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng là Phú Tài cũng đã hoàn thành, gần như hoàn thành vùng giá mục tiêu của chúng ta đặt ra ở khoảng vùng 63.5 đến vùng 64.
Xu hướng hiện tại của Vũ Tài thì đang khá là ok, có break được vùng 64 để đi lên target 70 hay không thì chúng ta sẽ quan sát thêm các tín hiệu kỹ thuật sang tuần. SRT cũng là một mã cổ phiếu mà rất nhiều những anh chị em đang cầm nắm ở thời điểm hiện tại. Chính thức là SRT, cái target mà chúng ta đang xây ở đây đó là khoảng vùng giá 35 trên 35. Về đến vùng này rồi thì SRT sẽ có những điểm chỉnh kỹ thuật ở đây này, 33.5. 33.5 mà không gãy thì các anh chị chúng ta tiếp tục cầm nắm cho target ở khoảng vùng 4x, nhưng ngược lại vùng 33.5 bị gãy thì chúng ta cũng nên bán bớt để chúng ta chờ đợi mua ở những cái điểm mua thấp hơn. Bộ đôi CSV và DGC đó là hai bộ đôi, hai mã cổ phiếu khuyến nghị mua, nắm giữ trung và dài hạn. Thời điểm hiện tại thì target 30 trên 30 của em này hoàn thành. Đang có một nhịp test trả lại cung cầu ở đây thì chúng ta tiếp tục quan sát thêm ở nhịp test trả cung cầu này để chúng ta có thể nâng target của CSV. DGC đến thời điểm hiện tại là đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 50 trên 50 và cũng đang nâng em này lên vùng 55. Trong tuần thì hiện tại cái con này nó đi nó rất là khó chịu, nó đi chậm chậm thế này thôi, nhưng mà đó kệ nó thôi. Nó đi đến đâu nó xây chắc đến nó. Vẫn là rất là tuyệt vời. Cổ phiếu nhóm điện và một số các mã cổ phiếu khác thì Hùng Lê sẽ để anh chị nào mà đang quan tâm thì chúng ta sẽ comment ở dưới dòng thời gian. Tất cả các cái comment của các anh chị ở dưới các cái bản tin tuần thì Hùng Lê đều dành thời gian để trả lời cho tất cả anh chị. Ở những phút còn lại thì chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta nói về xu hướng thị trường ở trong tuần tới. Thì về mặt hiện tại cái câu chuyện là rất nhiều những anh chị em có hỏi Hùng là thị trường có sập không Hùng ơi, thì cái câu chuyện sập hay không chúng ta sẽ cần những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta phân tích và định lượng. Thì xu hướng trong thị trường trong tuần tới thì cũng có đánh giá rồi, nhóm banh và nhóm chứng khoán sẽ tiếp tục có những cái đà tăng, nhóm P sẽ tiếp tục đà tăng, trụ thì sẽ bước vào một cái giai đoạn nghỉ ngơi thêm phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba, sau đó thì trụ sẽ quay lại kéo. Cùng với đó thì nhóm blue vừa sẽ rất là ổn định cho xu hướng tuần tới. Những cái nhóm ngành đang tăng tốt ví dụ như dệt may có TCM, TNG đúng không ạ? Những cái mã cổ phiếu cũng lên khuyến nghị đáng để đầu tư thì các anh chị lưu ý. Nhóm ngành Viettel cũng đang tăng rất là tốt, nhóm cao su thì sang tuần tới khả năng là cũng sẽ khuyến nghị mua thêm một số cái mã cổ phiếu rất là ok. Trên cái trend kỹ thuật của VN Index, VN30 và VN30F1M thì cái trend chủ đạo của thị trường vẫn đang là trend tăng, duy nhất chỉ có cái trend của phái sinh thì nó đang thiên về cái kịch bản đi ngang. Đó thì cái câu chuyện là phái sinh đang đi vào những vùng kháng cự cũng tương đối là mạnh thì chúng ta sẽ chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật của phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Tuy nhiên nhìn trên góc độ kỹ thuật thì cũng đánh giá rằng thị trường trong tuần tới sẽ tiếp tục duy trì ở góc độ ổn định và ở trên góc độ là tăng giá. Thế thì cái mốc M19 1180 điểm của VN Index trở thành cái vùng hỗ trợ rất quan trọng cho cái nhịp đánh break vùng 1200 điểm và cùng dự báo lên mốc M10 trong bản tin tuần video số 139 sẽ ở khoảng vùng 1220 điểm đến 1225 điểm đối với chỉ số VN Index. Đối với chỉ số VN30 thì cái câu chuyện nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy, tức là cái mốc M9 nó rất là quan trọng ở đây. Khi mà nó đánh được lên cái mốc M9 thì cũng đã có những cái phân tích rất là chi tiết, rất là cụ thể. Cái mốc M19 ở đây ở vùng 1160 điểm là cái điểm tỉ bật rất là quan trọng. Thì trong tuần tới thì cái điểm này cũng là cái điểm hỗ trợ về mặt trung và dài hạn của thị trường. Chúng ta sẽ quan sát tiếp những cái câu chuyện ở đây. Dòng tiền tiếp tục duy trì tốt vào nhóm La Cap và nhóm VN30. Chính vậy nên cái xu hướng thị trường của chúng ta vẫn đang tương đối ổn định. Dòng tiền duy trì khoảng tầm 700 triệu cổ phiếu khớp trên sàn hốt một phiên. Như vậy rất là ok, chưa có cái dấu hiệu là dòng tiền bị rút ra khỏi thị trường. Thì mục tiêu của VN30 có thể cán ở khoảng vùng 1215 điểm đến khoảng 1220 điểm. Cùng với đó thì chỉ số phái sinh, các anh chị sẽ tiếp tục quan sát cái biên 1180 điểm đến biên 1200 điểm trước khi nó có một cây nến xác nhận, tức là nó sẽ có đồng pha chung với cả VN30 và VN Index thì chỉ số phái sinh chúng ta sẽ có những cái đánh giá cực kỳ chi tiết ở trong phiên. Và cái mốc M19 ở 1100
180 điểm là mốc rất là quan trọng, tức là sau khi mà em này em đánh bật lên được đây thì nó liên tục test lại cái mốc này, và cái mốc này trở thành một cái điểm tì bật rất là quan trọng cho cái xu hướng có thể hướng về trend long chủ đạo tiếp tục của mốc M10 ở khoảng vùng 1.120 điểm. Thì đấy là các cái dự báo về mặt xu hướng của thị trường. Và trong tuần tới thì nhìn chung tổng thể thì cũng đánh giá rằng thị trường của chúng ta vẫn tiếp tục tốt, vẫn tiếp tục ok và vẫn tiếp tục ổn định. Và ông Lê cũng trân trọng kính mời những anh chị em nhà đầu tư đã theo dõi ông Lê trong một quãng thời gian rất là dài rồi, chúng ta cảm thấy ok với cái phương pháp phân tích định lượng về mặt thị trường của ông Lê, thì cũng mời các anh chị về đồng hành cùng với team của ông Lê để chúng ta tham gia team không chat đó, tham gia team không chat để chúng ta có những cái cập nhật, có những cái phân tích trong phiên để giúp cho anh chị thứ nhất là ổn định về mặt tâm lý, thứ hai là biết được xu hướng về thị trường để chúng ta có hay không cầm nắm cổ phiếu, và thứ ba nữa thì về để sinh hoạt trong một cái cộng đồng của team Hùng Lê thì cũng rất là vui. Anh chị có quỹ, rồi có thưởng, có phạt, có mừng tuổi, có nhiều cái hoạt động cộng đồng, rồi sẽ có những cái hoạt động tình nguyện, rồi có những cái hoạt động từ thiện, đó không phải là câu chuyện chứng khoán đó. Ngoài câu chuyện chứng khoán, các anh chị về đây có thêm nhiều cái niềm vui mới. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các bản điểm tin phân tích tiếp theo.